Chương 2860, Quỷ Vương Độc 2. Rượu cũng là rượu ngon, cho dù Lăng Hàn là tiên vương tầng 3, uống vào mấy ngụm cũng lâng lâng. "Tiểu tử, thiếu chủ nhà ta muốn gặp ngươi, đi theo ta." Một tên tiên vương xuất hiện ở trước mặt Lăng Hàn, là nam tử trung niên chừng 30 tuổi, vóc người rất khôi ngô. Lăng Hàn kinh ngạc, hắn vừa mới tới nơi này, hẳn không có đắc tội qua người nào a, à, làm sao đột nhiên có thiếu chủ gì muốn gặp hắn? "Thiếu chủ nhà ngươi là ai?" hắn hỏi thật là người mới, ngay cả thiếu chủ nhà ta cũng không biết. Tên tiên vương này cười gần, có vẻ rất xem thường. Lăng Hàn có loại cảm giác không nói gì, có thể thành tiểu tiên vương hẳn đều là nhân kiệt, làm sao người này làm chó săn còn làm được say sưa ngon lành như thế. Tên tiên vương này tiếp tục nói, thiếu chủ nhà ta họ đường, tên viễn, chính là công tử duy nhất của đường minh bá đại nhân. Đường minh bá, Lăng Hàn biết người này, quỷ vương đô có hai mươi mấy tiên vương tầng 9, đường minh bá chính là một người trong đó, ở đây đương nhiên cũng coi như một bá. Chẳng trách đường viễn kia lớn lối như thế, có cha là tầng 9 có thể dựa, cái bối cảnh này rất dày. Có điều, cái này vẫn không thể giải thích tại sao đường viễn lại đột nhiên nhìn chầm chầm hắn. Ô, sao ngươi còn ngồi bất động, tên tiên vương này kinh ngạc, đã giải thích thân phận của đường viễn, tiểu tử ngươi lại còn dám ngồi. Lăng Hàn suy nghĩ một chút, tuy phía sau mình còn có đại hắc cẩu, chu hằng. Nhưng ở đây căn bản không sử dụng được, thiên tôn sẽ không đi vào nơi này, tiên vương tầng 9 ở đây sẽ bị đánh thành cặn bã, tiên vương mộ địa chính là một nơi không luật pháp. Nếu như hắn lựa chọn cứng rắn đối mặt đường viễn, vậy có khả năng cực cao sẽ ngay lập tức đối địch đường minh bá. Hắn tiến vào nơi này đúng là vì chiến đấu, cuối cùng nhất định sẽ chiến tiên vương tầng 9, nhưng không phải là hiện tại. Giống như người không thể ăn một lần thành người béo, hiện tại hắn đi đối cứng tiên vương tầng 9 sẽ chỉ làm mình vỡ đầu chảy máu. Đây là cử chỉ không khôn ngoan, cũng được, liền đi nhìn đường viễn kia đến tột cùng muốn làm gì. Lăng Hàn đứng thẳng người lên, lạnh nhạt nói, dẫn đường, tên tiên vương kia nhất thời bất mãn, người còn coi mình là một nhân vật sao. Chỉ là tiên vương tầng 3 mà thôi, đặt ở trong tiên vương mộ địa căn bản ngay cả giấm cũng không tính. Hắn vừa định nói chuyện, nhưng nhìn thấy ánh mắt của Lăng Hàn, thật giống như có thể thẳng vào đáy lòng của hắn, để hắn không khỏi run lập cập, nổi lên một luồng hàn ý không cách nào hình dung, lập tức nuốt xuống lời nói. Nhân vật như vậy Đường Viễn có thể quát mắng, nhưng tuyệt không phải hắn có thể trêu tới. Hắn hừ một tiếng, đi theo ta, hắn dẫn đường ở trước mặt, dẫn Lăng Hàn ra khách sạn, rất nhanh đi tới một biệt viện. Đi vào biệt viện, bọn họ đi tới một hoa viên, chỉ thấy đang có mấy người trẻ tuổi uống rượu mua vui, còn có nữ tử xinh đẹp uyển chuyển nhảy múa. Chỉ nhìn cảnh tượng này, ai có thể tin tưởng đây là một ngục giam. Bẩm thiếu chủ, đã mang lý Long tới, Tiên Vương dẫn đường quỳ một gối, cung kính nói: một thanh niên quay đầu lại liếc nhìn lăng hàn cười nói còn lo lắng làm gì lại đây ngồi hắn nhìn lăng hàn vẫy tay cũng chỉ chỉ một chỗ trống lăng hàn mở bước mà đi đi tới vị trí trống sau đó ngồi xuống cái mông của hắn vừa muốn đụng tới cái ghế chỉ thấy có một thanh niên ra tay đùng cái ghế phía dưới nhất thời hóa thành mảnh vụn một lực lượng ghìm xuống muốn đẻ lăng hàn đặt mông ngồi dưới đất trên thân người xuất thủ quấn quanh ba đạo dị sắc cũng là một tên tiên vương tầng ba ra oai phủ đầu lang hàn ngồi xuống thật giống như phía dưới có một cái ghế mà áp lực của tên tiên vương kia đã bị hắn dễ dàng hóa giải hắn tiện tay từ trong không gian tiên khí lấy ra một cái ghế lót ở dưới mông ngồi vững chãi đây chính là đạo đãi khách của đường thiếu sao lang hàn cười nói ngay cả cái ghế cũng phải tự chuẩn bị ha 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 đường viễn lập tức cười to hắn nhìn về phía tiên vương ra tay nói là ương người xem đây chính là thiên tài từ vũ viện đệ nhất thiên hạ đi ra lợi hại chứ. Tiên Vương được gọi là Ương kia thờ ơ cười cợt, vừa nãy hắn căn bản không có toàn lực ứng phó, tự tin toàn lực ra tay nhất định có thể bắt Lăng Hàn. Những tên nhị thế tổ này đều sinh ra ở đây, tự nhiên không cho rằng Vũ Viện đệ nhất thiên hạ có gì đặc biệt. Xem như có chút thực lực đi." Hắn nói như vậy, bản thiếu cực kỳ thưởng thức người tuổi trẻ tài cao, Đường Viễn chỉ chỉ mình, "Cho ngươi một cơ hội, đi theo bản thiếu, bản thiếu có thể bảo đảm, ở Quỷ Vương đô này, ngươi có thể nghênh ngang mà đi." không người nào dám động ngươi một sợi lông. Còn không mau cảm tạ đường thiếu, mấy người trẻ tuổi ngồi xem biểu diễn lập tức nhìn Lăng Hàn kêu lên. Lăng Hàn quả thật có ý nghĩ ẩn nhẫn biết điều, nhưng muốn hắn khuất phục làm chó cho người, cái này là sự tình hắn hoàn toàn không thể tiếp thu, cười nhạt nói. Cảm ơn đường thiếu thưởng thức, có điều tại hạ một người nhàn nhã quen rồi, vẫn là tiếp tục một người tự do a à. Lý Long, La Ương đứng lên, lộ ra cười gần, không nên cho thể diện mà không cần, người còn tưởng rằng nơi này vũ viện đệ nhất thiên hạ người vẫn là thiên tri kiêu tử nhận hết ân sủng lời này của hắn tràn ngập đố kỵ đừng xem bọn họ đều là cái gì thiếu cái gì công tử nhưng nói trắng ra lại có người nào không phải tù phạm chỉ có thể ở địa phương nhỏ này xưng vương xưng bá làm ếch ngồi đáy giếng mà thôi hơn nữa bọn họ không có lựa chọn nào khác cũng không phải bọn họ phạm vào tội ác gì mới bị giam ở đây mà là bởi vì cha mẹ bọn họ chính là tù phạm sinh ra liền bị đánh lên ký hiệu không thể xóa nhòa, vĩnh viễn bị nhốt. Bởi vậy, hành vi của bọn họ sẽ vô cùng càn quấy, lấy phương thức như thế đến phát thiết không cam lòng của bọn họ, mà bọn họ cũng hết sức ghen tị người ngoại lai, bởi vì ít nhất đối phương có lựa chọn. Lăng Hàn ngồi ngay ngắn bất động, ngươi là đang giáo huấn ta sao? Muốn ăn đòn, la ương ra tay, oanh kích về phía Lăng Hàn, nhưng ngươi một lần, không có nghĩa là ta dễ ức hiếp. Lăng Hàn uy nghiêm đáng sợ nói, nắm đấm ngưng tụ đánh tới La Ương. Oanh, nắm đấm của hai người đối đầu, là ương nhất thời rên lên một tiếng, cả người bay lên, nặng nề đụng vào một khối đá, đụng nát tan khối đá, lúc này mới ngừng lại. chương 2861, tử đấu tràng. Lăng Hàn kinh ngạc, cũng không phải bởi vì hắn không một quyền đánh nổ La ương, hắn ra bao nhiêu lực, điểm ấy hắn biết rất rõ, mà là La ương vẻn vẹn đụng gãy một tảng đá liền ngừng lại. Theo hắn tính toán, thứ này làm sao cũng phải bị hắn đánh bay nửa tòa thành mới đúng tảng đá kia cực kỳ cứng rắn. Ha 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 ha, quả nhiên rất mạnh. Đường viễn vỗ tay nói, một quyền đánh bay la ương, ở tiên vương tầng 3, người có thể đứng vào 10 vị trí đầu. Mấy tiên vương trẻ tuổi khác đều khiếp sợ nói không ra lời. La ương giấy dụa bò dậy, trên mặt có vẻ không thể tin tưởng, hắn nguyên bản không tin người từ vũ viện đệ nhất thiên hạ đi ra có gì đặc biệt, nhưng song phương cảnh giới giống nhau, hắn lại bị một quyền đánh bay, tranh lệch này là hết sức nổi bật. Nhưng càng nhiều là cáu giận, để hắn mất mặt ở trước mọi người, nếu không phải đường viễn còn không nói gì, hắn nhất định sẽ đi tìm viện binh, tiêu diệt lang hàn tại chỗ. Ngược lại ở đây tiên vương chết là chuyện quá bình thường. Đường viễn dừng vỗ tay nói, nể tình thực lực của ngươi như vậy, bản thiếu có thể cho phép ngươi không làm chó. Như vậy đi, người thay bản thiếu đánh tử đấu tràng, chỉ cần thắng được danh hiệu huyết chiến vương, bản thiếu liền tặng cho ngươi một viên thăng long đan. Đường thiếu, những người trẻ tuổi khác đều vừa sợ lại đố kỵ, dồn dập đứng lên. Lăng Hàn kinh ngạc, Thang Long đan gì kia rất trâu bò sao, lại để những người trẻ tuổi này kích động thành dáng dấp kia. Người không biết Thang Long đan là cái gì?" Một tên tiên vương trẻ tuổi nhìn Lăng Hàn, "Thang Long đan có thể tăng lên xác suất chúng ta đột phá cảnh giới, hơn nữa có thể trồng chất sử dụng, nhiều nhất đến một thành." "Một thành? Đừng xem xác suất này không cao, nhưng tiên vương chín tầng, một bước một thiên địa, đối với tuyệt đại bộ phận tiên vương mà nói, cả đời cũng có thể bị ràng buộc ở một cảnh giới nào đó." tỷ như tầng 4, tỷ như tầng 7. Bởi vậy, đừng nói nhiều một thành xác suất đột phá, coi như chỉ có một phần trăm, một phần ngàn, cái này cũng là cơ hội cực kỳ quý giá, đánh vỡ đầu cũng muốn đi tranh giành, đi cướp. Chẳng trách nghe đường viễn nói muốn ban thưởng Lăng Hàn một viên thăng long đan, những người này đều gấp. Lăng Hàn cũng bừng tỉnh, chẳng trách những người này tư chất không ra sao, nhưng có thể đạt đến tầng 2 thậm chí tầng 3, hẳn là dùng thăng long đan kéo lên A. Có điều, thăng long đan kia kia cũng quá yêu nghiệt đi, lại có công hiệu như vậy. Lăng Hàn trầm ngâm, sau đó nói, Tử đấu tràng này là chuyện gì xảy ra, đấu tràng đương nhiên là địa phương chiến đấu, chỉ cần có thể thắng liền 10 trận, sẽ thu được danh hiệu huyết chiến vương. Một tên tiên vương giải thích, có điều, đừng tưởng rằng 10 thắng liên tiếp rất dễ dàng, sau khi bình quân, mỗi cách trăm năm chỉ có thể ra một người như vậy. Hơn nữa, tên tiên vương này tựa hồ cố ý muốn đe dọa Lăng Hàn. Tiến vào tử đấu tràng, tỷ lệ tử vong cao tới 4 phần 10. Lăng Hàn lộ ra mỉm cười, nghe tựa hồ rất thú vị, ta tham gia, hắn tới nơi này chính là vì chiến đấu, tử đấu tràng này hẳn chính là lựa chọn tốt nhất. Mấy tiên vương trẻ tuổi đều kinh ngạc đến ngây người, đã nói với hắn, tử đấu tràng cực kỳ nguy hiểm, nhưng hắn lại không chút do dự quyết định muốn đi tham gia, đây là đối với mình có bao nhiêu lòng tin. Đường viễn vỗ tay cười to, được, được, bản thiếu quả nhiên không có nhìn lầm người, Lý Long, nếu người có thể thu được danh hiệu huyết chiến vương, bản thiếu tất sẽ không bạc đãi ngươi. Lăng Hàn chỉ mỉm cười, hắn đương nhiên sẽ không coi thứ nhị thế tổ này là chuyện to tát. Đến, uống rượu, tâm tình của đường viễn cực kỳ sung sướng, cùng mọi người cũng chén cạn ly, rất nhanh đã uống nửa say. Loại rượu này rất mạnh, thực lực như Lăng Hàn cũng có chút không chịu được, huống chi những tiên vương phổ thông này. Đường viễn rất gấp, lập tức thay Lăng Hàn sắp xếp, ba ngày sau sẽ tiến hành cuộc so tài thứ nhất. Lăng Hàn cũng biết một chút về tử đấu tràng này. Tử đấu tràng, danh như ý nghĩa, từ khi xây dựng đến nay, không biết chết đi bao nhiêu tiên vương, chính là sát địa trong thành, nhưng đồng thời cũng là địa phương mỗi người thích nhất. Bị giam ở chỗ này, hơi một tí sẽ có nguy hiểm đến tính mạng, mỗi người cũng sẽ trở nên điên cuồng, nhìn thấy người khác bị thương, chảy máu thậm chí tử vong liền tràn ngập hứng thú. Hơn nữa, người ở chỗ này tốc độ tu luyện đặc biệt nhanh, thật giống như thiên địa bồi thường bọn họ, người có thể bước vào tiên vương sẽ lấy một loại tốc độ khủng khiếp đạt đến tiên vương cảnh, nhưng có mấy người sinh ra trì đột, rất sớm liền đứng ở sơn hà cảnh, chảm trần cảnh, không tiến thêm được nữa. Vì lẽ đó, dù rất nhiều tiên vương tử vong, nhưng thứ nhất có tiên vương bên ngoài đi vào, lại thêm bản địa sinh ra trẻ em cũng có thể cực nhanh bổ sung, dẫn đến số lượng tiên vương liên tục tăng cao. Lăng Hàn cảm khái, có lẽ chỉ có vị diện siêu cao đẳng mới có khả năng xuất hiện tình huống như vậy, nếu không thì, cho dù gom cả tiên vực, số lượng tiên vương cũng chỉ mấy vạn, chỉ khoảng một thành ở nơi này. Đừng xem 10 tháng liên tiếp liền có thể thu được danh hiệu huyết chiến vương, nhưng độ khó lại cao đến quá đáng. Bởi vì trước 5 tháng liên tiếp dễ dàng, nhưng chỉ cần vượt qua số này, phương diện đấu tràng sẽ nhằm vào, phái ra cao thủ đánh lén, thậm chí trận cuối cùng còn có thể phái ra một vị huyết chiến vương khác đến chiến. Đương nhiên, hết thảy tiên vương đều là cảnh giới tương đương, nhiều nhất chỉ có thể vượt qua một cảnh giới, nhưng gặp phải tình huống như thế có thể lựa chọn tránh chiến, đổi một đối thủ. Có điều, nhiều nhất chỉ có thể đổi 3 lần, bằng không thắng liên tiếp liền kết thúc, làm lại từ đầu. Trên huyết chiến vương, còn có bách thắng huyết chiến vương, thiên thắng huyết chiến vương, vậy liền không cần thắng liên tiếp, chỉ cần trận thắng đạt đến 100, 1 ngàn là được. Ở tiên vương mộ địa, không chỉ quỷ vương đô, tử đấu chẳng giống như vậy đều được hoan nghênh, nhị thế tổ như đường viễn cũng lấy có một tên huyết chiến vương làm vinh, thường thường sẽ phái huyết chiến vương của mình cùng huyết chiến vương của người khác đối chiến. Trước đó đường viễn có một tên huyết chiến vương, hơn nữa trận thắng đạt đến 97, nhưng ở thời điểm xung kích bách thắng huyết chiến vương lại bị một nhị thế tổ khác trong thành nhằm vào, trực tiếp đánh giết tại chỗ, làm hại Đường Viễn không còn mặt mũi, cùng đối phương ác chiến đến mấy lần. Chương 2862, trận đầu, đó là con trai của Lục Cao Toàn, tiên vương tầng 9 khác trong thành. Lục Ly, nhị thế tổ này cũng chẳng ra gì, hạ độc ở trong rượu của huyết chiến vương Đường Viễn, làm hại sức chiến đấu của đối phương thiệt lớn, cuối cùng khó thoát khỏi cái chết hai nhị thế tổ vốn bởi vì trưởng bối tranh quyền đoạt lợi mà không hợp mắt, trải qua chuyện này đương nhiên càng thêm đối lập, nhìn thấy mặt sẽ đánh nhau, chỉ là không có gây ra án mạng mà thôi. Mà như La Ương, kỳ thực bọn họ cũng là nhị thế tổ, trưởng bối không phải tiên vương tầng 8, chính là tầng 7, trưởng bối lấy đường minh bá dẫn đầu, bọn họ lợi dụng đường viễn dẫn đầu, đây là một tập đoàn lợi ích, thuộc về quan hệ có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục. Lý Long, người lại làm thịt huyết chiến vương của lục ly kia cho bản thiếu, bản thiếu liền ban thưởng ngươi thêm một viên thăng long đan. Đường viễn uống say khướt, lại mở ra khen thưởng cho Lăng Hàn. Lăng Hàn cười nhạt, tiến hóa lũy thừa của hắn đạt đến 12, cần thăng long đan làm gì? Có điều, hắn cũng không ngại lấy tới nghiên cứu một chút. Đám người la ương cũng cực kỳ đố kỵ, có thể nghĩ tới thành tựu huyết chiến vương độ khó cao như thế nào, hơn nữa lục ly lại hết sức nham hiểm, biết Lăng Hàn tồn tại, nhất định sẽ hạ sát thủ. Thành tựu huyết chiến vương cũng cực kỳ khó, huống chi còn muốn giết chết huyết chiến vương của lục ly. Chờ rơi đầu đi, bọn họ đều cười gần, cho rằng thăng long đan dễ lấy như vậy sao. Lăng Hàn không có về khách sạn, nhị thế tổ như đường viễn tự nhiên biết thu mua lòng người, sắp xếp Lăng Hàn ở lại biệt viện, lại phái ra ba thị nữ mỹ lệ đến ấm giường, tự nhiên bị Lăng Hàn từ chối. Chuyện này, tuy đường viễn cảm thấy rất khó tin nổi, lại còn có nam nhân không gần nữ sắc, nhưng cùng lúc cũng đánh giá cao Lăng Hàn mấy phần, tràn ngập kỳ vọng. Hắn cũng là người khá có quyền thế, ở dưới hắn an bài còn có thể quấy dày đấu tràng sắp xếp để lăng hàn chen ngang tiến vào sau ba ngày lăng hàn liền xuất hiện ở đấu tràng lý long người phải không chịu thua kém cho bản thiếu đường viễn ở phía sau đài nhìn lăng hàn nói bản thiếu ở trên người ngươi đặt rất nhiều tiền vì lẽ đó nếu như ngươi dám thua trận hoặc chết ở trên đấu tràng hoặc bản thiếu tự tay làm thịt ngươi treo đầu của ngươi ở trên cột cờ của đấu tràng sau khi tỉnh rượu Đường viễn hiển lộ hết bản tính tàn nhẫn của nhị thế tổ, ai làm hắn thất vọng, hắn liền để ai chết, đây chính là vương pháp của hắn. Lăng Hàn có một loại kích động muốn giết người, nhưng vẫn áp chế đi, thầm nghĩ trước khi mình rời tiên vương mộ địa nhất định phải giết chết nhị thế tổ này, thật sự cho rằng có lão tử tầng 9 là có thể tùy ý làm bậy sao. Đường viễn đương nhiên không biết suy nghĩ trong lòng Lăng Hàn, bằng không hắn nhất định phải trước tiên Lăng chỉ xử tử Lăng Hàn, thấy Lăng Hàn không nói gì, chỉ cho rằng Lăng Hàn sợ, nghe uy hiếp của mình không khỏi lộ ra nụ cười thỏa mãn có điều nếu như người biểu hiện tốt bản thiếu cũng sẽ không bạc đãi ngươi đồ vật nên cho ngươi nhất định sẽ cho ngươi hắn chuyển đề tài cho lang hàn một chai gỗ sau đó lại thưởng một viên đường lang hàn căn bản không thèm để ý khi tiếng trống vang lên hắn nhanh chân đi ra phòng nghỉ ngơi đi tới nơi so tài nơi này nếu có thể để cho tiên vương chém giết phòng ngự đương nhiên mạnh mẽ bằng không tiên vương tùy tiện oanh một cái nơi này liền đổ nát Lăng Hàn từng thấy tảng đá nơi này cứng rắn, trước đó là ương bị hắn oanh một cái, chỉ đụng gãy một tảng đá liền ngừng lại, cái này đủ để chứng minh. Nguyên nhân chính là bởi vì Thiên Tôn làm thủ đoạn, để Tiên Vương ở nơi này không cách nào bỏ chạy, vì lẽ đó mang vào hiệu quả chính là đá, mặt đất đều trở nên cực kỳ cứng rắn. Thời điểm Lăng Hàn suy nghĩ lung tung, lúc này đối thủ của hắn cũng xuất hiện. Ha ha, Lý Long, đây là tuyển thủ đường viễn đường thiếu tự mình đề cử, tu vi Tiên Vương tầng 3 thực lực không rõ kính xin mọi người chứng kiến người dẫn chương trình ở trên đài cao lớn tiếng nói hắn cũng là một vị tiên vương tuy chỉ là tầng một nhưng muốn truyền âm thanh tới mỗi một góc lại không phải vấn đề cái giải thích này cực kỳ có cảm xúc trong nháy mắt liền kích thích cả khán đài gợi ra từng trận giết gào đối thủ của hắn là tuyển thủ chúng ta đã có chút quen thuộc người dẫn chương trình tiếp tục giới thiệu nhân bani thiên tài đến từ thản á vị diện có một vũ khí đáng sợ được gọi là ma cưa sát thủ hắn đã tứ thắng liên tiếp ngày hôm nay đến cùng là lý long bỏ dở nhân ba ni tứ thắng liên tiếp hay nhân ba ni tiếp tục mở rộng xu thế thắng liên tiếp chỉ cần nhân ba ni lại thắng trận này hắn liền tiến vào phân đoạn khiêu chiến huyết chiến vương chân chính mọi người hương phấn không oanh tất cả mọi người hoan hô khán giả nơi này rất đa dạng nữ có nam có có đại nhân cũng có hài tử nhưng mỗi một người đều cực kỳ điên cuồng phải gọi là cuồng loạn đường viễn đây chính là sủng vật ngươi mới tìm Chỗ ngồi khách quý, một thanh niên nhìn đường viễn hỏi, trên mặt mang theo xem thường. Há, người không coi trọng hắn sao? Đường viễn hỏi ngược lại, người trẻ tuổi kia ngồi ngang hàng với đường viễn, mà đám người la ương thì ngồi ở phía sau, hiển nhiên, ở trên địa vị người trẻ tuổi này có thể so sánh với đường viễn. Người này gọi triệu xong, cũng là con trai của một tiên vương tầng 9, nếu không đương nhiên không có tư cách cùng đường viễn ngồi chung một chỗ. Hắn ở trên người lăng hàn cùng nhân ba ni nhìn vài vòng nói. Tuy nhân Ba Ni cũng là tầng 3, nhưng hắn là một vị đế giả, chỉ là không có xông qua cửa tuyệt trận của vũ viện đệ nhất thiên hạ mà thôi, thực lực của bản thân không thể khinh thường. Hơn nữa, hắn còn có một binh khí ở khoa kỹ vị diện, uy lực cực kỳ mạnh mẽ, chính vì thế, hắn mới có thể giết một học viên của vũ viện, chỉ là không nghĩ tới làm tức giận thiên tôn của vị diện kia, mới lưu vong hắn đến nơi này. Sùng vật của ngươi không hề có chỗ thần kỳ, làm sao có khả năng là đối thủ của nhân Ba Ni. Đường viễn cười ha ha nếu không, chúng ta đánh cuộc một gheo. Đánh cuộc gì, triệu xong cũng không kinh sợ. Liền đánh cược, ba cây bà la tiên hoa. Đường viễn suy nghĩ một chút nói. Con người của triệu xong nhất thời căng thẳng nói. Đường viễn, người tự tin như vậy. mươi 2863, con nhện độc. Bà la tiên hoa giá trị kinh người, tuy hắn cầm được ra, nhưng cũng đau lòng một hồi lâu, mà đường viễn xuất thân tương đương hắn, trước bởi vì huyết chiến vương của mình tử vong, thiệt thòi một số tiền lớn. Lúc này đã rất nghèo, lại còn dám đánh cược lớn như vậy. Chắc chắn như vậy, hắn lại nhìn Lăng Hàn, lộ ra nụ cười. Đánh cuộc, hắn quá không coi trọng Lăng Hàn, chỉ cho rằng đường viễn là chết muốn sĩ diện. Đường viễn cười ha ha, chậm chậm nói. Lý Long này, chính là học viên của Vũ Viện Đệ Nhất Thiên Hạ. Cái gì, triệu song giật nảy mình, có thể tiến vào Vũ Viện Đệ Nhất Thiên Hạ, chỉ ít cũng là đế giả, hơn nữa còn là người xuất sắc trong đế giả. Bởi vì tuyệt đối không phải là đế giả nào cũng có thể thông qua cử tuyệt trận, Nhân Ba Ni chính là ví dụ. Nhưng suy nghĩ một chút, Triệu Song liền yên tâm, học viên của Vũ Viện thì đã làm sao, Nhân Ba Ni còn giết một cái a. À. Đường Viễn vẫn vẻ mặt tươi cười, tiếp tục nói: "Ngươi phải biết, tên này là bởi vì giết một tên học viên của Vũ Viện mới bị lưu đày tới đây." Triệu Song lại lấy làm kinh hãi, Lăng Hàn cũng giết một học viên Vũ Viện. "Làm sao ngươi biết?" Hắn không nhịn được hỏi. Đường Viễn vô cùng đắc ý, "Tên này mấy ngày trước mới tiến vào Tiên Vương mộ địa." thời điểm vào thành vừa vặn bị lão tử của Hướng Quân gặp phải, sau đó ta liền thu được tin tức, vội vàng mời chào người này. Triệu xong nhe răng, Hướng Danh là thủ hạ của cha ngươi, chẳng trách ta lại không có thu được một chút xíu tin tức, hóa ra đều bị Hướng Danh đè xuống. Đường Viễn cười to, Quỷ Vương Đô có hơn 20 tên Tiên Vương tầng 9, tuy lấy Thanh Quỷ Tiên Vương dẫn đầu, nhưng mỗi người đều có lợi ích của mình, tự nhiên khó tránh khỏi ngươi lừa ta gạt, tranh quyền đoạt lợi. Chuyện gì buồn cười như vậy? Một thanh âm quyến rũ vang lên, chỉ thấy một nữ tử mặc áo đen đi tới, nàng bận váy ngắn, không chỉ lộ ra hai cánh tay như ngọc, ngay cả trước ngực một đám lớn thịt cũng không hề che lấp, có thể rõ ràng nhìn thấy hai đám nhô lên. Váy cũng chỉ tới đầu gối, lộ ra hai chân nhỏ trắng như tuyết, trên chân không có mang giày, bạch ngọc xinh xắn, mười móng tay hiện màu phấn hồng, phảng phất như đóa hoa nở rộ, cực kỳ mê người. Tóc nàng đen như mực, nhưng môi đỏ giống như liệt diễm, sống mũi cao thẳng, còn người mang chút màu xanh lục cả người tỏa ra một loại mê hoặc cuồng dã. Đường Viễn cùng Triệu Song nhìn thấy nữ tử này, không khỏi lộ ra vẻ tham lam, nhưng càng nhiều là kiêng kỵ, căn bản không dám nhìn nhiều, cực kỳ thành thật. Bởi vì nữ nhân quyến rũ tận xương này gọi Dương Tiếu Linh, cha của nàng cũng là một vị tiên vương tầng 9, mà bản thân càng đạt đến tiên vương tầng 4. Chỉ như vậy còn chưa đủ để hai người kiêng kỵ như vậy, mà nữ nhân này chính là một con độc chi chu, yêu thích đùa bỡn nam nhân, hơn nữa không phải vui đùa phổ thông một chút mà sẽ chơi xấu chơi phế chơi chết dù hai người thích sắc đẹp nhưng đối với nữ nhân này cũng chỉ dám chảy nước miếng căn bản không dám đụng vào linh tỷ hai người đường viễn đồng thời kêu lên quỷ vương đô có ba nhị thế tổ địa vị cao hơn một bậc dương tiếu linh chính là một người trong đó dương tiếu linh lắc lắc cái mông nhỏ đi tới phía sau nàng theo mười tên nam tử ở trần mỗi người cực kỳ tinh tráng trên người quấn quanh dị sắc một đạo hai đạo không giống nhau những thứ này đều là trai lơ của nàng nàng chưa bao giờ chú ý để cho người khác biết nàng có ham muốn cùng nhu cầu mãnh liệt ở phương diện này tiểu tử kia là sủng vật mới của ngươi dương tiếu linh ngồi xuống tay nhỏ chỉ vào lăng hàn đúng thế đường viễn ngoan ngoãn nói tuy dương tiếu linh không thể giết hắn nhưng chỉ đánh hắn một trận cha của mình đương nhiên không thể bởi vậy trở mặt với dương gia a à. thông thường mà nói chỉ cần sự tình đừng nghịch quá lớn trưởng bối sẽ không nhúng tay dương tiếu linh liếm môi dính chút nước bọt phản xạ ra ánh sáng có một loại phóng đáng mê ly, nàng nói. Nếu như tiểu tử này thu được danh hiệu huyết chiến vương, liền để hắn chơi với ta mấy ngày. Linh tỷ để ý hắn, đây là vinh hạnh của hắn. Đường viễn vội vàng nói, dương tiếu linh này đã mở miệng, coi như lăng hàn bị chơi chết, hắn cũng không dám thả một cái dám. Vậy xem biểu diễn đi, chỉ mong thứ này không phải chỉ được bề ngoài. Dương tiếu linh nói, đường viễn cùng triệu xong nhìn lẫn nhau, ở trong lòng đều lẩm bẩm một câu, dáng dấp đẹp đẽ có ích lợi gì, Nam nhân phải có thực lực, quyền lực, đây mới là căn bản. Giữa trang, Lăng Hàn cùng Nhân Ba Ni cách nhau 10 trượng mà đứng, bởi vì người dẫn chương trình còn đang rông dài điều động tâm tình của khán giả. Cầm miệng, nếu không lão tử trước giết ngươi, Nhân Ba Ni đột nhiên nhìn về phía người dẫn chương trình quát. Ầm, um, khán giả không những không có bởi vì câu nói này mà mất hứng, trái lại trở nên cực kỳ cuồng nhiệt. Bọn họ cần chính là loại người coi trời bằng vung này, đến trình diễn ra máu tanh giết chóc cho bọn họ xem người dẫn chương trình bị ánh mắt của nhân ba ni dọa hoảng sợ kia quá đằng đằng sát khí hắn cũng không dám đi kiểm tra can đảm của nhân ba ni bởi vì nơi này mạng người quá không đáng giá tiên vương cũng như dơm rác vậy hãy để cho chiến đấu bắt đầu đi hắn lớn tiếng kêu lên cạc cạc tiểu bạch kiểm lão tử sẽ dẫm mặt của ngươi thành thịt nát lấy cái này cắm vào cái mông của ngươi nhân ba ni lấy ra một cái cưa kích hoạt răng cưa nhất thời cao tốc vận chuyển lang hàn kinh ngạc bởi vì phía trên đao cưa không có phủ văn gì phát sáng nhưng mang đến cho hắn một cảm giác tràn ngập uy lực cái này không phải tiên khí hắn lập tức kết luận sản phẩm của khoa kỹ vị diện không phải tiên khí lại có uy lực sánh ngang tiên khí cái ý niệm này lóe lên ở trong đầu lăng hàn liền biến mất vậy thì như thế nào ở dưới thực lực tuyệt đối của hắn một quyền liền có thể đánh ngã chết đi tiểu bạch kiểm nhân ba ni vung vẩy đao cưa giết về phía lăng hàn dưới chân chỉ điểm một cái hắn liền đột tiến đến trước mặt Lăng Hàn, đao xỉ quay nhanh, còn có thanh âm chói tai vang động. Lăng Hàn có chút buồn bực, lại bị người gọi là Tiểu Bạch Kiểm. Hết cách rồi, hiện tại hắn ngụy trang thành dáng dấp của Lý Long, mà Lý Long đúng là một Tiểu Bạch Kiểm, cực kỳ anh Tuấn, thậm chí đẹp đến tình trạng biến thái, so với rất nhiều phụ nữ còn đẹp hơn. chương 2864, Lục Ly đến. Trong lòng hắn tức giận, nắm đấm siết chặt chẽ, sau đó vung ra ngoài. Hiện tại hắn đã đi ra đạo của mình, ý cảnh viên mãn, mà thể phách càng đạt đến tầng 6, đánh ra cú đấm này, uy lực vô cùng, không kém gì cầm tiên khí oanh kích. Nhưng nhân ba ni lại không biết, hắn thấy lăng hàn lại dám cầm nắm đấm tới đón đao cưa của mình, không khỏi cười gần. Tiểu tử này cho rằng đao cưa không phải tiên khí, liền có thể coi khinh. Hừ, chỉ có chính hắn mới biết, cái đao cưa này ở thời điểm rèn đúc còn gia nhập một tia tiên kim, vì lẽ đó so với chiến giáp cấp tiên vương, cái này càng thêm sắc bén, kiên cố, Ngươi là tiên vương thì đã làm sao, đao cực kỳ dị lao qua, bảo đảm tay đoạn, ngực đoạn, trong nháy mắt liền bị chém thành hai. Mọi người trên thính phòng vừa kích động lại hưng phấn, vừa khai chiến liền có thể nhìn thấy hình ảnh cực kỳ máu tanh, tự nhiên vô cùng thoải mái. Tuy chiến đấu cũng sẽ trong nháy mắt kết thúc, nhưng bọn họ muốn xem cũng chỉ là chảy máu cùng tử vong mà thôi. Ngu xuẩn, triệu song cười gần, biết rõ đối thủ dùng binh khí, lại còn muốn cứng rắn đi tới, cái này cần nghĩ không ra đến cỡ nào. Đường Viễn cũng kinh ngạc, không thể tin tưởng Vũ viện đệ nhất thiên hạ lại sẽ dạy dỗ ra ngu mốc như vậy. Hắn là ở trên người Lăng Hàn áp hết cả tiền, nếu như thua. Hắn chảy mồ hôi lạnh, coi như Lăng Hàn thật bị nhân ba ni đánh giết, hắn cũng phải quất thi thể của Lăng Hàn 10.000 năm mới có thể giải hận. Dương Tiếu Linh nhẹ nhàng diếu cợt một tiếng, tên tiểu bạch kiểm này hóa ra đần độn như thế, chơi cũng chán. Trong tiếng hô lớn, nắm đấm của Lăng Hàn đón nhận đao cưa. Nếu như giảm tốc độ thời gian trôi qua một vạn lần, liền có thể rõ ràng nhìn thấy, mũi nhọn của đao sỉ đụng tới nắm đấm của Lăng Hàn, sẽ ngay lập tức bị vỡ ra. Bởi vì đao sỉ đang xoay tròn, lại có một sừng nhọn khác đâm tới, liền bị phá gãy. Thời gian tăng nhanh thêm một chút, liền có thể nghe được âm thanh len keng giòn giã không ngừng bên tai. Mà để thời gian chảy bình thường, vậy tất cả liền như điện quang lướt qua, Lăng Hàn oanh qua một quyền, oanh, đao cưa liền bị oanh thành hai đoạn. Vô số mảnh vỡ của đao sỉ bắn ra ở trên bầu trời, có vài miếng còn đâm tới nhân ba ni phốc phốc phốc, trên mặt, ngực, bụng của hắn bị mảnh vỡ cuốn tới, nhất thời máu tươi chảy dài. a à, nhân ba ni phát ra tiếng kêu thảm, đau đến tận xương. Cú đấm này, chấn kinh toàn trường, hoàn toàn tĩnh mịch, chỉ có nhân ba ni kêu thảm thiết đang vang vọng. Nhưng chỉ trong nháy mắt, tiếng hoan hô giống như sóng thần liên tiếp, khán giả tựa hồ muốn gào rách cả cổ họng. Thoải mái, quá thoải mái, tay không đánh nát đau cưa, đặc sắc. Được, đường viễn cũng hưng phấn đứng lên, tuy hắn mời chào lăng hàn, cũng hết sức coi trọng Lăng Hàn, nhưng Trung Quy không nhìn thấy Lăng Hàn chân chính ra tay, cũng không biết đối phương đạt đến trình độ nào. Nhưng hiện tại hắn biết rồi, còn rõ rõ ràng ràng, mình là đánh giá thấp Lăng Hàn. Tiểu tử này, nhất định có thể trở thành huyết chiến vương, hơn nữa còn có khả năng giết huyết chiến vương của Lục Ly, thay hắn cầm mặt mũi trở về. Triệu xong lầm bẩm hắn cực kỳ ảo não, lúc đó sao không phải thuộc hạ của phụ thân hắn ở cửa thành làm nhiệm vụ chứ, bằng không Lăng Hàn sẽ trở thành thủ hạ của hắn thay hắn đánh trận, thay hắn kiếm lấy vô số lợi ích. Tiểu Bạch Kiểm có ý tứ, Dương Tiếu Linh liếm liếm môi đỏ, ánh mắt có chút mê ly. Đừng kêu gào nữa, Lăng Hàn đột kích, hắn đối với người như nhân ba ni tự nhiên không có đồng tình gì, hơn nữa ở trong tiên vương mộ địa này, lòng thông cảm cũng dư thừa, thực sự không có mấy người cần phải khoan dung. Hắn phất quyền, lần thứ hai đánh ra ngoài, nhân ba ni vội vã đưa tay đi chặn, nhưng cánh tay đã trúng một quyền của Lăng Hàn, quy tắc cùng nguyên lực hình thành tấm chắn lập tức phá nát cánh tay vỡ nát máu tươi tung tóe xương gãy cũng xông ra có vẻ rất máu tanh oanh quyền thế của lăng hàn liên tục đánh vào sườn trái của nhân ba ni lực lượng hào hùng rung động cả người nhân ba ni nhất thời nổ tung hóa thành mưa máu vô biên quỷ dị chính là không có thiên địa đau buồn không có trời giáng mưa máu tựa hồ nơi này là địa phương bị thiên địa vứt bỏ trên thính phòng đầu tiên là ngẩn ngơ sau đó tiếng hoan hô lần thứ hai giống như hải dương bọn họ thích xem loại giết chóc này hơn nữa còn là một quyền bạo thể. Có điều, có mấy người nhìn ra càng nhiều, không ai không quan sát Lăng Hàn. Muốn một đòn đánh giết Tiên Vương cùng cấp, cái này cần thực lực mạnh mẽ, mà một quyền trực tiếp đánh nổ thân thể, cần lực lượng càng kinh người, đủ để chứng minh thực lực của Lăng Hàn tuyệt không chỉ đế giả đơn giản như vậy, có khả năng là một vị đế tinh. Ở đây, Tiên Vương vô số, đế giả cũng không hiếm thấy, nhưng số lượng đế tinh tuyệt đối có hạn. Được, 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 Đường Viễn đột nhiên đứng lên, không ngừng vỗ tay có vẻ cực kỳ hài lòng. Trận chiến này, hắn không chỉ thu hoạch một tên tướng tài, hơn nữa còn thắng một số tiền lớn, song hỉ lâm môn tự nhiên cực kỳ thoải mái. Đường viễn, người thật là đi cẩu vận, triệu song không nhịn được nói, hắn cực kỳ đố kỵ. Đường viễn dương dương tự đắc, đối với những nhị thế tổ như bọn hắn mà nói, có một huyết chiến vương mạnh mẽ là sự tình cực kỳ có mặt mũi. Để tiểu tử này thắng nhiều mấy trận, ta chờ hắn đến thị tầm. Dương Tiếu Linh đứng lên, uốn eo, muốn rời đi đấu tràng. Yêu Tinh, Đường Viễn cùng Triệu Song đồng thời nói thầm một câu, bọn họ đối với Yêu Tinh này tràn ngập hứng thú, nhưng cùng lúc lại cực kỳ kiêng kỵ, dù đối phương cởi sạch nằm ở trước mặt, bọn họ cũng không dám cưỡi. Vì phải trả giá quá to lớn, trận chiến này, Lý Long thắng, người dẫn chương trình tuyên bố kết quả, vì cái này hơi dư thừa, một kẻ đã chết thì làm sao có khả năng thắng được. Ở trong tiếng hoan hô của khán giả, Lăng Hàn đi ra khu vực chiến đấu, trở lại phòng nghỉ ngơi. Chỉ một hồi Liền thấy Đường Viễn chạy tới, "Ha ha, làm rất khá, làm rất khá, Đường Viễn Tán Dương, đến đến đến, ta đã dọn xong tiệc rượu, khánh công cho ngươi." Trở lại biệt viện, quả nhiên Đường Viễn đã dặn người chuẩn bị tiệc rượu, hơn nữa cũng tới rất nhiều khách mời. Những khách nhân này đều là đường gia hệ, như đám người La Ương, trưởng bối đi theo Đường Minh Bá, hậu bối theo Đường Viễn trộn lẫn, mà lần này mời rất nhiều người, còn có một chút nữ tiên vương. Chương 2865, đập phá nữ tiên vương mỗi người hào phóng nhìn lang hàn không ngừng quăng mị nhãn tựa hồ không ngần ngại cùng hắn đại chiến một trận chút nào đương nhiên không phải dùng quyền cước đao kiếm lang hàn chỉ làm như không thấy hắn tới nơi này không phải vì cưa muội tử đường thiếu lục ly đến tiệc rượu đang tiến hành thì một tên hạ nhân đột nhiên đi tới nói với đường viễn nhất thời tất cả mọi người đều ngậm miệng lại tình cảnh lập tức trở nên yên tĩnh lục ly là đối thủ của đường viễn hai vị đại thiếu đấu đến đấu đi hai phe đều có thắng bại, cũng làm cho ân oán càng kết càng sâu. Hắn tới làm gì, đường viễn cười gần, nhưng lập tức vung tay lên nói. Để hắn đi vào, lẽ nào bản thiếu còn sợ hắn? Rất nhanh, tên hạ nhân kia liền dẫn hai người tới, người đi ở phía trước tràn ngập mùi vị hung hăng, thật giống như chỉ lo người khác không biết hắn là nhị thế tổ, còn kém ở trên mặt viết mấy chữ ta rất trâu bò. Tên còn lại cực kỳ biết điều, hai mắt trầm thấp nhìn dưới mặt đất, thật giống như con rối. người phía trước đi một bước, hắn cũng đi một bước, bước tiến không có sai lầm mảy may. Hai người này đều là tiên vương, một quấn quanh hai đạo dị sắc, một cái khác là ba đạo. Lục ly, đường viễn nhìn vậy người hung hăng kia, mở miệng nói, hắn rất muốn khống chế tâm tình, có vẻ đại cục nằm trong lòng bàn tay, nhưng không nhịn được toát ra sự thù hận. Bởi vì lần trước hai người giao chiến, hắn thảm bại, thủ hạ huyết chiến vương không chỉ xung kích trăm thắng thất bại, còn bị đánh giết, cũng làm cho hắn tổn thất một số tiền lớn, để hắn hận lục ly đến tận xương. Đường viễn, lục ly cười ha ha, bởi vì hắn ở giao chiến gần đây chiếm được thượng phong, tự nhiên về tâm lý giữ lấy địa vị ưu thế. Hắn nhìn về phía lăng hàn nói, đây chính là người ngươi mới tuyển, tên Lý Long, đúng thì làm sao, đường viễn hỏi ngược lại, lục ly không để ý tới đường viễn, mà nhìn về phía lăng hàn nói. Lý Long, đi theo bản thiếu, hắn mở miệng liền trực tiếp đào góc tường, theo mặt hàng như đường viễn, người chỉ có bị trôn giấu tài năng. Hơn nữa, Ngươi biết tiền nhậm của ngươi là chết như thế nào không? Bị huyết chiến vương của bản thiếu đánh giết, hắn uy nghiêm đáng sợ nói. Lời này tràn ngập uy hiếp, ngươi không theo ta, vậy vận mệnh của ngươi sẽ giống như tên trước, chết ở trong tay huyết chiến vương của hắn. Đường viễn tức giận đến cả người run rẩy, hắn chỉ vào lục ly. Lục ly, ngươi thật quá mức, lục ly cười ha ha, bại tướng dưới tay, ngoan ngoãn ở một bên đợi đi. Hắn lại nhìn về phía lăng hàn, như thế nào, muốn chết thê thảm, hay vinh dự một đời tất cả mọi người trợn mắt thứ này cũng quá kiêu ngạo đi chạy đến trên địa bàn của người khác công nhiên đào góc tường uy hiếp quả thực không để đường thị nhất mạch bọn họ ở trong mắt lang hàn không để ý tí nào nhưng trong lòng đang suy nghĩ có phải là thời điểm rời đi thu thập một nhị thế tổ hay không thật là làm cho ta thất vọng lục ly lắc đầu vốn tưởng rằng ngươi là một người thông minh nhưng bây giờ nhìn xem quá ngu đường viễn khống chế tâm tình của mình lục ly Người chờ, bản thiếu nhất định sẽ làm cho người nuốt những câu nói này trở về. Lục Ly xem thường, trước hết để cho tiểu tử này trở thành huyết chiến vương đi, bằng không ngay cả tư cách cùng thủ hạ của bản thiếu chiến một trận cũng không có. Huyết chiến vương có thể chủ động khiêu chiến người không phải huyết chiến vương, nhưng người không phải huyết chiến vương chỉ có thành huyết chiến vương, mới có thể khiêu chiến huyết chiến vương khác. Đường viễn lãnh đạm nói, đây là một việc nhỏ, để huyết chiến vương của ngươi rửa sạch cổ chờ đi muốn trở thành huyết chiến vương cũng không có dễ dàng như vậy qua cửa ải này lại nói với bản thiếu lục ly phất tay áo loại tiệc rượu này thực không có gì hay nhìn liền chán đi a à, hắn xoay người muốn rời đi tiến vào địa bàn của ta muốn đơn giản đi ra như thế đường viên huy nghiêm đáng sợ nói nếu để cho đối phương dễ dàng rời đi như vậy sau này hắn còn có mặt mũi gặp người sao làm sao còn muốn lưu bản thiếu lại lục ly cười gằn a à viên đoạn hậu Người một mực theo sau hắn kia, từ đầu tới đuôi không lên tiếng đứng lại, sau đó xoay người, chen, trong tay hắn đã có thêm một thanh kiếm, phát ra tiếng vang lanh lảnh, thân kiếm ong ong run run, sát khí lạnh lẽo. Hắn một người một kiếm, nhưng tỏa ra khí phách để quần hùng lui tránh, phảng phất như chỉ cần hắn không ngã xuống, liền không người nào có thể phá tan phòng tuyến. Giết, đường viễn lạnh lùng nói, lục ly hắn không dám giết, nhưng thủ hạ lại không vấn đề chút nào, băm thành tám mảnh cũng được. Ta đến, một tên tiên vương trẻ tuổi nhảy ra ngoài, hắn đồng dạng là tiên vương tầng 3, tu vi còn cao hơn đường viễn, chỉ là cha hắn không sánh được cha của đối phương, bởi vậy hắn chỉ có thể làm tiểu đệ của đường viễn. Xeo, thân hình hắn đập ra, trong tay đã có thêm thanh kiếm, một kiếm phi tiên, cắt tới yết hầu đối phương. Nhớ kỹ, người là chết ở trong tay quách, phốc, hắn vẫn không có nói xong tên, chỉ thấy đầu mình đã bị gọt bay, máu tươi phun mạnh. Đánh nhau cùng cấp, một đao chặt đầu đây là thực lực nghiền ép cỡ nào. Then chốt là, A viên này quá hung tàn, cha của người bị hắn chém giết kia là một vị tiên vương tầng 7. Tuy tiên vương tầng 7 không thể so với tầng 9, nhưng ở đâu là một tên tiên vương tầng 3 có thể trêu chọc. A viên thu kiếm, hắn nhìn mọi người, ánh mắt lạnh lẽo, không có một chút tình cảm, phảng phất như hắn xem không phải là người, mà là từng con xúc vật đợi làm thịt. Tất cả mọi người đều bị dọa sợ rồi, cái này nói giết liền giết, không dây dưa dài dòng chút nào, hoàn toàn ngăn chặn mọi người. Lăng Hàn rất hứng thú nhìn A Viên, trong đầu chiếu lại chiêu kiếm vừa nãy, chỉ nói lực lượng, hắn cũng không phải cường đại đến mức độ nghiền ép, nhưng tốc độ xuất kiếm quá nhanh, đến tình trạng đối thủ của hắn cũng không thể phòng ngự. Người này, tựa hồ đáng giá chiến một trận. Ha ha ha, Lục Ly cất tiếng cười to. Đường viễn, người còn muốn theo ta đấu. Thực sự là không tự lượng sức, ở trước mặt thủ hạ mới thu này, tên tiểu bạch kiểm của ngươi có thể gánh một kiếm sao. Hắn nhanh chân mà đi, không người dám cản. Chờ Lục Ly rời đi, lúc này A Viên mới thu trường kiếm, xoay người, từng bước từng bước, cử chỉ dại ra, thật giống như con dối. Chương 2866, vô liêm sỉ cực điểm. Tuy bước tiến của hắn buồn cười như vậy, nhưng không có một người cười được, chỉ cảm thấy toàn thân phát lạnh. Cho đến khi thân hình của A Viên cũng biến mất, mọi người mới cảm giác không khí ấm lên. Sát khí của người này thực sự quá nặng, có thể trong lúc vô tình liền ảnh hưởng đến người khác, tâm thần bị đoạt, coi như thực lực kém không nhiều cũng bị thảm bại phế vật, đều là một đám phế vật. Đường viễn đột nhiên nổi nóng, ánh mắt đảo qua mọi người, đập loạn chén rượu một trận. Lục ly chính là đến quét mặt hắn, nhưng hắn vẫn trúng chiêu, hết cách rồi, ai bị người cưỡi lên đầu như vậy lại không tức giận. Đường viễn đập bàn ghế một lúc, sau đó xoay người rời đi. Nhưng chỉ sau bốn ngày, Lang Hàn liền được sắp xếp trận chiến thứ hai. Theo thông lệ dĩ vãng, sau khi chiến một trận kết thúc, ít nhất cũng phải tính dưỡng mấy tháng thời gian, bởi vì sinh tử ác chiến khó tránh khỏi sẽ bị thương có mấy người một hơi nghỉ ngơi 80-100 năm cũng không kỳ quái. Có điều trận đầu lăng hàn thắng quá gọn gàng, không có bị thương gì, lại thêm đường viễn kìm nén đủ bực bội, tự nhiên muốn lăng hàn mau chóng trở thành huyết chiến vương, sau đó khiêu chiến huyết chiến vương của Lục Ly. Đối thủ thứ hai của Lăng Hàn là lão binh trong đấu tràng, chiến đấu không dưới ngàn trận, nhưng thắng liên tiếp nhiều nhất 7 trận. Qua ngàn trận mà không chết, càng đạt được qua 7 thắng liên tiếp, điều này cũng nói rõ sức chiến đấu của hắn rất không bình thường chỉ là hiện tại đã không có ai đầu tư ở trên người hắn hắn đánh đấu chàng hoàn toàn là vì sống tạm kiếm lời chút tài nguyên tu luyện thay đấu chàng xuất chiến kỳ thực là có lệ phí di chuyển do thực lực mỗi người đến quyết định bao nhiêu tiểu tử hạ thủ lưu tình a người này vừa nhìn thấy lăng hàn liền cười hít mắt chào hỏi trong đấu chàng nghiêm cấm đánh giả nếu bị phát hiện người làm giả toàn bộ bị xử tử bởi vì chủ nhân của đấu chàng này chính là thanh quỷ tiên vương ai dám khiêu khích uy nghiêm của hắn Trước có con trai của một tên tiên vương tầng 9 vì tiền đánh bạc mà để thủ hạ đánh giả, kết quả người này bị thanh quỷ tiên vương tiêu diệt, căn bản không cho cha hắn một chút mặt mũi. Sau việc này, liền không có nhị thế tổ nào dám để cho thủ hạ đánh giả. Hiện tại lão binh này xin lăng hàn hạ thủ lưu tình, không phải là muốn đánh giả, mà là vạn nhất mình bị thua, hy vọng lăng hàn có thể không hạ sát thủ. Lăng hàn cười nhạt, hắn cũng không phải sát nhân của ma, không có ham mê nhất định phải giết chết đối thủ. Dễ bàn, đa tạ, Lão binh này cười nói, trên khán đài, kha kha, Hồ Kinh lại dùng chiêu này, tên này cực kỳ âm hiểm, lừa rất nhiều người, cho rằng hắn là thành thật nịnh bợ, kết quả nổi lên công kích, dễ dàng liền nộp mạng. Tên tiểu bạch kiểm này hẳn là bị lừa rồi. Kha kha, thực lực mạnh có ích lợi gì, đầu óc ngu ngốc cũng chỉ có chịu chết. Hết cách rồi, mới tới, không biết muốn sinh tồn ở chỗ này, nhất định phải tàn nhẫn, một khi ra tay liền không chút lưu tình, bằng không chính là đang tìm chết. Mọi người nghị luận sôi nổi, tự nhiên biết tên lão binh kia là cái mặt hàng gì. Tiểu tử, ta dạy cho ngươi một đạo lý. Hồ Kinh làm bộ muốn cùng Lăng Hàn nói chuyện, chờ đi tới gần, hắn đột nhiên gây khó khăn, một vệt ánh đao phóng lên trời, hắn quả nhiên như mọi người nói, cực kỳ nham hiểm. Trước nói chỉ là vì ma túy Lăng Hàn, tất cả đều đang làm nền cho một đao này. Khóe miệng của hắn cười gần, tại sao hiện tại hắn rất ít đến đấu tràng chiến đấu chính bởi vì một chiêu này của hắn dùng lâu đương nhiên không còn tác dụng vì lẽ đó cần cách một quãng thời gian chờ mọi người gần như quên hắn hắn mới trở ra chơi ám chiêu hắn nham hiểm như thế tự nhiên đã vì mình tìm được đường lui vạn nhất lăng hàn vô cùng mạnh mẽ ngay cả tập kích cũng không cách nào thương tổn được hắn sẽ lập tức lui lại trong chàng có một thông đạo an toàn chỉ cần tiến vào thông đạo chiến đấu sẽ kết thúc tuy lăng hàn không để đối thủ này ở trong mắt nhưng một khi chiến đấu hắn chắc chắn sẽ không xem thường hơn nữa thực lực của hắn vượt qua quá nhiều một đao của đối phương chém qua ánh đao vẫn không có bổ tới hắn cũng đã làm ra phản ứng một quyền đánh ra ngoài oanh hồ kinh chỉ cảm thấy hai tay tê dại căn bản không cầm được chuôi đao lập tức bị đánh bay ra ngoài hắn kinh hãi đến biến sắc không nghĩ tới thực lực của đối phương cường đại đến vượt xa tưởng tượng đâu còn có một chút do so dự lập tức chạy về phía thông đạo an toàn tốc độ của tiên vương nhanh bực nào hắn vút qua đã tiếp cận thông đạo nhưng vào lúc này hắn nghe được bên tai truyền tới một thanh âm ôn hòa người chạy cái gì chỉ là nghe vào trong tai hồ kinh chuyện này quả thật như bùa đòi mạng để toàn thân hắn nổi một lớp da gà nhưng dưới chân tăng lực lượng chạy trốn càng nhanh hơn đùng hắn chỉ cảm thấy trên vai nặng chiếu, không tự chủ được ngừng lại a à, hắn gầm dữ dội một tiếng trong tay thình lình nhiều một thanh đao nhọn đâm tới dưới sườn của lăng hàn lão huynh người cũng quá không chân chính a à, lăng hàn cười nói tiện tay cua tới, đao nhọn liền lọt vào trong tay hắn. Hồ Kinh cũng cười, chỉ là nụ cười này cực kỳ gượng ép, so với khóc còn khó coi hơn. Tiểu huynh đệ, người không nên hiểu lầm, vừa nãy ta thật đang dạy ngươi một đạo lý, nhất định phải đề phòng một số tiểu nhân nham hiểm, lợi dụng thiện tâm của ngươi. Người này vô liêm sỉ thực đã không cách nào tưởng tượng. lang Hàn cười ha ha, vậy ta nên xử lý những tiểu nhân nham hiểm này như thế nào? Con người của Hồ Kinh xoay tròn, hắn đương nhiên sẽ không nói cái gì hạ sát thủ lúc này nghĩa chính từ nghiêm nói phải cố gắng giáo dục làm sao có thể vô liêm sỉ như vậy chứ lăng hàn lắc đầu ta cảm thấy vẫn là giết tốt hơn đỡ phải phiền phức tha mạng hồ kinh phát ra tiếng kêu thảm ta trên có mẹ già dưới có con nhỏ nếu như ta chết một nhà của ta liền xong lăng hàn kinh ngạc hắn đã biết người này vô liêm sỉ nhưng không giới hạn như vậy vẫn để cho hắn lấy làm kinh hãi soạt đúng lúc này chỉ thấy Hồ Kinh đột nhiên ra chân, một cước đá vào đỉnh đầu của Lăng Hàn, mà trên mũi chân thình lình có một đạo hàn quang, đáy giày của hắn cũng cất giấu một thanh đao nhọn. chương 2867, đối thủ thứ 6, 1. Một cước đá đến, Hồ Kinh chỉ cảm thấy đao nhọn trên chân mình đâm vào trong xương cốt, loại cảm nhận này hắn quá quen thuộc, không biết từng giết bao nhiêu người. Hắn nhất thời đại hỉ, chỉ là còn chưa kịp nở nụ cười, đột nhiên kêu thảm thiết. Bởi vì một đao này của hắn là đâm vào lòng bàn tay mình, hóa ra Lăng Hàn không biết lúc nào đã nắm tay phải của hắn, sau đó che ở trước mặt, ăn một đau của hắn. Hắn bị đau, nhưng trong lòng càng nhiều là hoảng sợ, dùng tuyệt chiêu liên tiếp, nhưng đều bị Lăng Hàn nhẹ nhõm hóa giải, thực lực của người này cường đại đến tình trạng hắn không cách nào tưởng tượng. Hắn chảy mồ hôi lạnh đầm đìa, đến trình độ này, Lăng Hàn còn có thể tha hắn, ngay cả chính hắn cũng không thể tin tưởng. Lăng Hàn cười nói, còn có chiêu gì, hắn rất tò mò, người này có thể lợi dụng vô liêm sỉ nghĩ ra bao nhiêu ám chiêu." Hồ Kinh không nói gì, thứ nhất hắn xác thực không còn chiêu, thứ hai coi như có, đối phó Lăng Hàn là căn bản không có hiệu quả. "Không còn, thật là làm cho ta thất vọng a." À. Lăng Hàn lắc đầu, sau đó nâng nắm đấm lên, "Có gì ngôn gì cần ta mang cho trong nhà của ngươi không?" Hồ Kinh nào có mẹ gài con nhỏ gì, đây chỉ là hắn bịa ra, ở trước sinh tử, hắn cũng bộc phát liều mạng, tay trái cắm vào hai mắt của Lăng Hàn, trong cơ thể tuôn ra vô số dây xích đây là đại đạo hóa thành quy tắc liên, hắn không hy vọng giết Lăng Hàn, chỉ hy vọng có thể thương tổn được đối phương. Lăng Hàn tiện tay ném đi, Hồ Kinh liền bị hắn ném ra ngoài, oành, đang ở giữa không trung bỗng nhiên nổ tung, hóa thành mưa máu. Loại tiểu nhân nham hiểm, vô liêm sỉ này, tự nhiên không thể để Lăng Hàn hạ thủ lưu tình. Lý Long thắng, người dẫn chương trình lớn tiếng tuyên bố kết quả. Khán giả hoan hô, Lăng Hàn hai lần thắng lợi đều là đánh nổ đối thủ, cái này hoàn toàn thỏa mãn bọn họ khát vọng nhưng lăng hàn không chút vui mừng hắn giết người không phải bởi vì hắn yêu thích mà cảm thấy đối phương đáng chết mà thôi tâm tình của đường viễn cũng hơi tốt hơn lăng hàn hai trận chiến toàn thắng tự nhiên ở trong dự liệu của hắn nhưng làm gọn gàng như thế vẫn để cho hắn cảm thấy kinh nghi nhanh mười tháng a hắn không nhịn được muốn đi áp chế lục ly đoạn thời gian gần đây hắn chịu thiệt quá nhiều sắp bị nhị thế tổ địa vị tương đương khắc chế nhạo hỏng rồi những ngày kế tiếp lăng hàn gần như mỗi cách ba ngày sẽ chiến đấu một lần thắng lợi nghiền ép mà chỉ cần đối thủ không phải quá mức, hắn sẽ không cố ý lấy tính mạng người ta. Sau 10 ngày, Lăng Hàn đã năm thắng liên tiếp, đến một bước này, những trận chiến đấu tiếp theo sẽ không nhẹ nhõm, đấu tràng sẽ nhằm vào, lấy hết tất cả khả năng ngăn cản hắn trở thành huyết chiến vương. Danh hiệu này là một loại vinh dự, là một loại khẳng định thực lực, sao có thể dễ dàng cho người. Lần này thời gian lâu hơn một chút, sau 10 ngày, Lăng Hàn rốt cuộc đợi được đối thủ thứ sáu. Đối thủ thứ sáu liền không giống, này đại biểu Lăng Hàn chính thức tiến vào tiến trình xung kích danh hiệu huyết chiến vương. Ở trong tiên vương mộ địa, bất luận thành thị nào cũng sẽ khống chế phong hào huyết chiến vương cực nghiêm, sẽ không để cho người dễ dàng đạt được, để nó thực sự trở thành một loại vinh quang vô thượng nên chỉ cần huyết chiến vương xuất chiến, liền có thể thắng được khán giả ngồi đây. Bởi vậy, phương diện đấu tràng trải qua lựa chọn thận trọng, mới an bài được đối thủ cho Lăng Hàn. Trước đó, ngay cả đường viễn cũng không có dò thăm một chút xíu tin tức, hoàn toàn không biết đối thủ lần này của Lăng Hàn là ai. Đầu tiên là tử đấu tràng chúng ta gần đây mới nhô ra tân tú. Lý Long, người dẫn chương trình bắt đầu lớn tiếng thổi phồng, căn cứ tư liệu ta chiếm được, Lý Long chính là học viên của vũ viện đệ nhất thiên hạ, giết một học viên khác mới bị phán lưu vong đến đây. Giết đồng môn, đây chính là tội danh vô cùng nghiêm trọng, mà khi âm thanh của hắn hạ xuống, tất cả mọi người hưng phấn hoan hô, thật giống như xem Lăng Hàn là anh hùng. Người ở chỗ này ai không phạm qua sai lầm, ai làm ác càng hung ác, càng tàn nhẫn, càng có thể thắng được tôn trọng, tuy tội của Lăng Hàn không tính sâu nặng đến thiên địa bất dung, nhưng vẫn để cho mọi người xem trọng. Người này có tiền đồ, hiện tại, Lý Long đã năm thắng liên tiếp, tiến vào phân đoạn khiêu chiến danh xưng huyết chiến vương, mà hôm nay, là cửa ải thứ nhất hắn phải đối mặt. Đến tột cùng hắn có thể như năm lần trước, thẳng thắn gọn gàng một quyền giết chết đối thủ hay không? Để chúng ta mỏi mắt mong chờ đi, người dẫn chương trình hơi dừng lại một chút, sau đó lại tăng cao âm lượng hét lớn hiện tại chúng ta vạch trần thân phận đối thủ của hắn chính là tắc ngang oanh nhất thời tâm tình của mọi người bị đốt cháy tắc ngang tắc ngang tắc ngang bọn họ dồn dập thét lên mới đầu còn rất hỗn độn nhưng rất nhanh nối liền một mạch chỉnh tề như lôi động khí thế cực kỳ kinh người xem ra tắc ngang này còn rất có danh khí để tiếng hoan hô càng thêm nhiệt liệt một chút mời đấu sĩ của chúng ta ra Người dẫn chương trình thật giống như điên rồi. Tắc ngang, dũng sĩ đã từng tám thắng liên tiếp. Oanh, một bóng người từ lối đi tung lên, nặng nề rơi xuống đất, phung lên cho bụi đầy trời. Đây là tiên vương tầng 3, chỉ là trận đầu khiêu chiến, đấu tràng vẫn không có coi trọng lăng hàn đến trực tiếp phái ra tiên vương tầng 4. Tắc ngang là nam nhân mắt xanh tóc vàng, vóc người cực kỳ khôi ngô, hai tay cùng bắp đùi lộ ra, có thể nhìn thấy làn da của hắn cực kỳ rõ ràng, nhưng mọc đầy lông tóc màu vàng làm cho người ta có một loại cảm giác như đại tinh tinh hắn cực kỳ tao bao nhìn bốn phía không ngừng thao túng bắp thịt thậm chí còn xốc áo lên khiến đám nữ nhân trên khán đài thét chói tai sau khi gợi ra một trận cao trào nhỏ tắc ngang khẽ quát một tiếng trên người hắn nổi lên một ánh bạc chỉ thấy cả người đi vào trong một chiến giáp màu bạc nhất thời đã biến thành người khổng lồ cao tới ba trượng đấu tràng cho phép sử dụng chiến giáp tiên khí chỉ cần tu vi cách biệt ở một cảnh giới là được Oanh, tiếng hoan hô càng muốn thủng trời. Ha ha, thật không nghĩ tới, đấu tràng lại coi trọng tiểu tử này như vậy, trận đầu liền phái ra tắc ngang. Triệu song mỉm cười, nhìn về phía đường viễn nói, có dám đánh cược một lần nữa hay không? mươi 2868, đối thủ thứ 62. Đường viễn cũng có chút thận trọng, tuy tắc ngang này chỉ có 8 thắng liên tiếp, nhưng số lần hắn đạt được 8 thắng liên tiếp lại cao tới hơn 30, phần chiến tích này cực kỳ kinh người, bằng không hắn cũng không thể có danh khí cao như thế. Hơn nữa, bản thân tắc ngang là đế giả, lại thêm chiến giáp, sức chiến đấu của hắn tự nhiên lại cao một cấp độ, có chút tiên vương tầng 4 cũng không phải đối thủ. Làm sao, không dám, triệu song kích tướng nói, đối với thủ hạ của mình không có tự tin như thế sao? Nhị thế tổ như đường viễn đương nhiên không thể nhịn được, lập tức nghỉnh cổ nói. Có gì không dám, vẫn đánh cược ba cây bà la tiên hoa. Tốt, triệu song cười to, vừa vặn cầm tiền đặt cược lần trước thua trở về. Đường viễn, người vẫn là cầu tiểu tử này còn có thể lưu lại một mạng đi. Đường viễn hừ một tiếng, ai giết ai, còn không nhất định đâu, chờ xem đi. Ha 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 ha, triệu song cười to, hắn cảm giác lần này mình khẳng định thắng chắc. Một bên khác, người dẫn chương trình còn nói một trận, triệt để nhen lửa tâm tình của khán giả, sau đó nói. Hiện tại, liền để chiến đấu bắt đầu đi, ha 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 ha, tiểu tử, rửa sạch sẽ cái cổ chưa? Quan tài đã mua chưa? Tắc ngang cười to, cực kỳ hung hăng. Còn có gì ngôn gì muốn nói không, con người của ta vẫn rất thông tình đạt lý. Lăng Hàn mỉm cười, đưa tay phải ra, nhìn tác ngang ngoác ngoác ngón tay. Động tác khiêu khích này lập tức để người trên khán đài điên cuồng, rất nhiều người ngược lại giúp đỡ Lăng Hàn, bắt đầu hô tên của hắn. Dám cướp danh tiếng của ta, tác ngang giận dữ, dưới chân bắn ra, quái vật khổng lồ này lập tức nhầm về phía Lăng Hàn, soạt, chiến giáp trong tay lại còn có thêm một thanh kiếm, nhưng không phải thực thể, mà là do ánh sáng tạo thành. Cái này gọi là nguyên tử kiếm, Lăng Hàn nghe Ngõa Lý nói qua, đây là năng lượng thuần túy, có lực phá hoại đáng sợ, từ điểm này mà nói, cũng không kém tiên binh. Hơn nữa, nguyên tử kiếm không phải thực thể, căn bản không thể chống đỡ, bởi vậy cực kỳ khó đối phó. Trước tuy Dương Chí Huyền có chiến giáp, nhưng không có trang bị như nguyên tử kiếm, hiển nhiên không bằng Tắc Ngang. Tắc Ngang vừa ra tay liền dùng chiến giáp, nguyên tử kiếm, nói rõ muốn tốc chiến tốc thắng. Lăng Hàn rất hiểu chiến giáp đồ chơi này có lực khôi phục cực kỳ mạnh mẽ một là lực bộc phát cường đại đến có thể trực tiếp phá hủy hai là chỉ có mài kéo dài đến năng lượng của chiến giáp hầu như không còn bằng không bên có chiến giáp liền đứng ở thế bất bại lang hàn đương nhiên sẽ không lựa chọn cái sau hắn ngưng nắm đấm thân hình bắn lên nghênh tiếp về phía tắc ngang oanh tốc độ của hắn càng nhanh hơn đi sau nhưng tới trước một quyền đánh vào chiến giáp tay trái thì phất một cái đánh vào cổ tay phải của chiến giáp dễ dàng liền đẩy nguyên tử kiếm đi tắc ngang kinh hãi, không nghĩ tới tốc độ của Lăng Hàn nhanh như vậy, mà lực lượng cũng cực kỳ kinh người, coi như hắn có chiến giáp ra chỉ cũng không địch lại. Nhưng hắn lập tức lộ ra cười gần, bởi vì bộ chiến giáp này bất đồng với dĩ vãng. Gần đây, hắn bỏ ra giá cao để chiến giáp thăng cấp, không phải chiến giáp tam tinh nữa, mà là tứ tinh, có thể phụ trợ tiên vương tầng 4 chiến đấu. Hắn không cách nào để cho chiến giáp phát huy toàn bộ uy lực, nhưng từ góc độ phòng ngự mà nói, dù tiên vương tầng 4 đỉnh cao cũng rất khó uy hiếp đến chiến giáp phòng ngự, hắn tự nhiên là vô tư. Đây là một bí mật, hắn chưa nói với bất luận người nào, bởi vì hắn có giã tâm, không vừa lòng thân phận đá cản đường, muốn sung kích huyết chiến vương, như vậy hắn mỗi chiến đấu một trận, thu hoạch lệ phí di chuyển sẽ vượt lên vài lần. Muốn phá chiến giáp của ta, người thực sự là người ngốc nói mộng. Thẻ 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 thẻ, nhưng một ý nghĩ còn chưa xong, hắn ngơ ngác nghe được âm thanh chiến giáp vỡ tan, cực kỳ. Chói tai, oanh khán giả trên khán đài thì triệt để điên cuồng bọn họ nhìn thấy gì chiến giáp của tắc ngang bị lăng hàn phá tan tên kia quá dã man tay không trực tiếp phá chiến giáp trời à đây thực sự là quá kinh người tuy chiến giáp cực ít khi dùng tiên kim làm thành nhưng đây chính là kết tinh của khoa kỹ vị diệt nói theo một ý nghĩa nào đó kỳ thực khoa học kỹ thuật cũng là một loại công pháp đều là làm sao lợi dụng lực lượng chiến giáp cấp cao cực kỳ kiên cố bằng không ở trong chiến đấu đánh liền không tốt vậy có thể đưa đến tác dụng gì? Nhưng bây giờ thì sao? Tất cả mọi người há to miệng, chết lặng nhìn lăng hàn tay không xé nát chiến giáp, cực kỳ dã man, cực kỳ bạo lực, quá con mẹ nó chấn động. Ngay cả đường viễn cùng triệu song cũng thất thanh, không nói ra lời, đây thực sự là một siêu cấp mãnh nhân. Nhưng chỉ một lúc sau, đường viễn liền bắt đầu cười ha hả. Triệu song, đa tạ ba cây bà la tiên hoa của ngươi, gộp lại, ta từ chỗ ngươi kiếm lời được sáu cây. Triệu song không nói gì, ánh mắt nhìn về phía lăng hàn tràn ngập tức giận tại sao tên này mạnh mẽ như vậy liền không thể ngoan ngoãn chết sao đây mới là trận thứ sáu mà thôi hắn chấn định lại kế tiếp đấu tràng sẽ phái ra càng nhiều cao thủ muốn thu được danh xưng huyết chiến vương khó như lên trời nhưng lần này đường viễn tràn ngập tự tin với lăng hàn triệu xong vậy kế tiếp lại đánh cược a triệu xong không có tiếp lời bây giờ đối với thực lực của lăng hàn hắn hoàn toàn không chắc chắn lại không biết kế tiếp đấu tràng sẽ phái ra cao thủ gì, sao dám mạo muội đánh cược? Hơn nữa, bà la tiên hoa quá quý giá, hiện tại hắn đã liên tục mất đi 6 cây, không biết sẽ bị lão tử mắng thành cái gì, nào dám sằng bậy như thế? Nhưng hắn tin tưởng, ở trận thứ 10, phương diện đấu tràng nhất định sẽ điều động cao thủ chân chính ngăn cản lang hàn trở thành huyết chiến vương. Hắn liền đánh cược trận thứ 10, một lần thắng toàn bộ trở về, thậm chí kiếm lời một chuyến. giữa trường, lang hàn lôi kéo mấy lần. Tắc Ngang liền xuất hiện ở trước mặt, trên mặt tràn ngập kinh hoàng, thật giống như một mỹ nữ tay trói gà không chặt gặp phải sắc lang, chỉ kém rít gào lên tiếng. Cả người hắn run rẩy, hoàng mau thật giống như đang khiêu vũ. Lang Hàn khẽ mỉm cười, "Vừa nãy ngươi nói cái gì ấy nhỉ? Ta không nghe rõ, ngươi nói lại lần nữa được không?" Chương 2869, mở rộng thắng liên tiếp. Tắc Ngang nơi nào dám nói lần thứ hai, hắn so với người khác càng kinh hãi hơn, thứ nhất hắn là người trong cuộc đối mặt nguy cơ sống còn là chính hắn, thứ hai cũng chỉ có hắn tự mình biết chiến giáp kỳ thực là được thăng cấp, vượt xa tầng 3. Cái quái vật này, làm sao lại để hắn đụng tới chứ? Ha ha, ta nói chơi, đại ca ngươi không nên tưởng thật. Tắc ngang miễn cưỡng nở nụ cười, lang hàn cười ha ha, vỗ vai tắc ngang. Vậy ta cũng tùy tiện vui đùa một chút, đùng, hắn vung một trường, tắc ngang liền oanh một cái, trực tiếp chia năm xẻ bảy Chân, tay, đầu, toàn bộ ở riêng, thật giống như ngũ mã phân thây có điều tiên vương làm sao dễ dàng chết như thế thậm chí chỉ cần lăng hàn không tiếp tục ra tay thân thể của tác ngang có thể đến gần nối lại không lưu lại chút thương tích đại ca người vui vẻ là được rồi tác ngang còn phải bỏ ra nụ cười hắn không có xin tha bởi vì ở đấu tràng đầu hàng là vô dụng muốn sống cũng chỉ có tự mình chạy vào thông đạo lăng hàn nhoẻn miệng cười thật a à, hắn lại đập một trường oanh thân thể của tác ngang liền hoàn toàn hóa thành xương máu Ôi, dùng sức hơi lớn, Lăng Hàn lẩm bẩm, đương nhiên sẽ không để ở trong lòng, đối phương vừa ra tay đã muốn giết hắn, đối với người như thế không cần hạ thủ lưu tình. Lý Long thắng, người dẫn chương trình lớn tiếng tuyên bố, Lý Long, Lý Long, Lý Long, toàn trường đều lớn tiếng kêu giả danh của Lăng Hàn, kích động đến tột đỉnh. Tuy Lăng Hàn biết những người này kỳ thực rất bệnh trạng, cũng rất biến thái, nhưng hơn vạn tiên vương đang hoan hô hắn, vô tận cuồng nhiệt, cái này vẫn để cho tâm tình của hắn bắt đầu dập dờn, chịu đến cảm hóa. chẳng trách người nơi này điên cuồng như thế. ở đây chiến đấu quá lâu, e là người lại bình thường cũng phát điên. lang hàn lập tức kiên định niềm tin. hắn tới nơi này, mục đích chiến đấu là vì mạnh mẽ, mà không phải vì giết chóc, thỏa mãn một loại hư vinh nào đó, hay thỏa mãn những người khác kỳ vọng. hắn rời đấu tràng, đường viễn tự mình ninh tiếp, mà không phải như thường ngày, để hắn tự mình đến biệt viện chúc mừng. trận thứ sáu thắng lợi, ý nghĩa phi phàm. lang hàn đương nhiên nhìn ta hắn sẽ không dính chiêu này đường viễn này trở mặt vô tình hiện tại chỉ là bởi vì lăng hàn có giá trị lợi dụng hắn mới sẽ lung lạc một hồi nhưng chỉ cần phát sinh xung đột với lợi ích của hắn hắn nhất định sẽ không chút do dự bỏ qua lăng hàn đường viễn có chút không thể chờ đợi được nữa hắn ở trên người lục ly ăn quá nhiều thiệt thòi nhất định phải thoải mái tràn trề đòi lại mà lăng hàn chính là hy vọng của hắn ở dưới điều kiện tiên quyết như vậy hắn không ngại cho lăng hàn đãi ngộ cao nhất điều này làm cho những tiểu đệ của hắn đố kỵ ánh mắt nhìn về phía Lăng Hàn cực kỳ không vui, nhưng hiện tại Lăng Hàn thánh quyến chính thịnh, bọn họ cũng không dám như thế nào với Lăng Hàn, thậm chí có mấy người còn phải xưng Lăng Hàn một tiếng long ca. Ở dưới đường viễn hối thúc, mau mau sắp xếp trận thứ bảy, nhưng đấu tràng là địa bàn của thanh quỷ tiên vương, hắn có thể làm một ít áp lực, nhưng muốn can thiệp là người si nói mộng. Qua nửa tháng, đối thủ mới xác định ra, lần này đúng là sớm thông báo cho đường viễn, đối phương gọi là Lý Hà. Lý Hà, nghe được danh tự này, đường viễn lại trở nên thận trọng trong tay hắn có thật nhiều tư liệu chỉ cần lục lọi liền có thể tìm ra chuyện lớn chuyện nhỏ của lý hà người này từng ở trong đấu chàng thu được 9 thắng liên tiếp hơn nữa bản thân càng là tiên vương tầng 4, mạnh hơn những người trước rất nhiều không sợ lý long là sức chiến đấu cấp bậc huyết chiến vương cho dù tranh lệch một cảnh giới hắn cũng nhất định có thể thắng đường viễn tăng cường tự tin cho mình ngày thứ hai trận thứ bảy bắt đầu sau khi người dẫn chương trình giới thiệu thân phận của song phương khán giả lần thứ hai ủng hộ lý hà dù sao lăng hàn chỉ là tân tú bộc lộ tài năng nhưng lý hà là lão nhân nơi này trải qua mấy trăm trận chiến đấu mà không chết bản thân cái này là một loại thể hiện của thực lực lý hà là nam tử trung niên vóc người thon gầy trên người quấn quanh bốn đạo dị sắc hai tay khô gầy hơn nữa đen thui thật giống như gỗ đốt cháy khét nhưng thời điểm giật động lại phản xạ ra sắc bén như kim loại lăng hàn nhìn thật cẩn thận trên bàn tay cổ tay của đối phương che kín phủ văn rất mịt mờ nhưng không giấu giếm được con mắt của hắn nếu không muốn chết từ nơi này leo qua sau đó cút lý hà mở miệng hắn mở hai chân còn dùng ngón tay chỉ giữa hai chân ý nghĩ hết sức nổi bật đấu tràng là tuyệt không có thể đánh giả tới liền không chiến mà hàng tuyệt đối không được phép dù chạy ra khu vực chiến đấu này cũng sẽ bị phương diện đấu tràng bắt lăng trì xử tử lý hà chỉ là nhục nhã lăng hàn mà thôi nghe nói như thế người trên khán đài hưng phấn, giết gào liên tục. Lăng Hàn nhìn bốn phía một chút, những người này thật là tiên vương sao, sao giống như phố phường tục nhân vậy. Hoàn cảnh ảnh hưởng thật sự lớn như vậy sao? Tiểu tử, bản tọa đang nói với ngươi, ngươi lại dám coi như không nghe thấy. Lý Hà Lạnh lùng nói, ngươi biết người trước làm bản tọa tức giận là chết như thế nào không? Lăng Hàn khẽ mỉm cười, chết như thế nào, rất thảm, Lý Hà lộ ra một nụ cười, tràn ngập tàn nhẫn. Tay phải hắn run lên, chỉ thấy một con hắc xà từ tay áo của hắn chui ra sau đó là một con rết một con bò cạp lít nha lít nhít tất cả đều là độc vật chút nữa người sẽ bị những bảo bối này của bản tọa ăn đi lý hà nói máu thịt tiên vương là vật đại bổ sẽ làm những bảo bối này lớn càng nhanh hơn biến thái lăng hàn gật gù hắn biết ở đây sẽ không có người bình thường vậy làm thịt là được loại người đùa bỡn độc vật này thực sự là không có gì phải giao lưu trong nháy mắt một đạo kiếm khí quét ra hắc xà nhất thời bị kiếm khí cắt đầu. Nếu như chỉ rơi đầu, hắc xà vẫn sẽ không chết, nhưng trong tia kiếm khí này của Lăng Hàn còn ẩn chứa ý chí võ đạo của hắn, đây đối với hắc xà chính là tai ương ngập đầu, lập tức đánh nổ thức hải của nó. Thức hải phá, thân thể nát, đây nhất định là chết trăm phần trăm. Tiểu Thanh, Tiểu Thanh, Lý Hà Như chết mất con ruột, lập tức khóc tang kêu to, ngay cả nước mắt cũng sắp muốn lăn ra. Hắn kêu to một trận, ngẩng đầu lên, trong đôi mắt tất cả đều là hung quang chương 2870, tự thực ác quả. Dám giết bảo bối của bản tọa, bản tọa muốn cho ngươi chết không có chỗ chôn Lang Hàn cười nhạt, nói giống như ngươi vốn đang rất nhân từ vậy, ngươi sẽ không chết dễ dàng. Lý Hà giết tới, hắn rỗi hai tay ra, hai tay khô gầy đột nhiên phát sáng, hóa thành màu vàng, giống như hai mặt trời nhỏ, khiến con mắt người ta không mở ra được, căn bản không thể nhìn thẳng. Lý Hà cười gần, đây chính là một môn bí pháp hắn tu luyện, trong ánh sáng có đại đạo hệ kim, có thể đâm thương con mắt cùng tổn thương thần thức cảm ứng, nếu ai không biết nội tình, rất dễ dàng liền trúng chiêu. Sau đó hắn còn có một bộ liên chiêu, bảo đảm có thể làm sạch đối thủ gọn gàng. Đến thời điểm đó, hắn sẽ không dễ dàng để Lăng Hàn chết đi, mà muốn cho những bảo bối kia của hắn ăn tươi Lăng Hàn, nghe đối phương kêu rên, sẽ làm hắn vì đó hưng phấn. Hắn đang cười gần, nhưng bỗng nhiên nhìn thấy một nắm đấm đập tới. Chuyện gì thế này, hắn đầu tiên là cả kinh, sau đó mới phản ứng được, đây là Lăng Hàn phản kích. Làm sao có khả năng, bị bí pháp của hắn ảnh hưởng, Lăng Hàn lại còn có thể chính xác ra quyền như thế. Chỉ là cái ý niệm này vừa bay lên, oanh, trên mặt của hắn đã bị đánh một quyền, lực lượng kinh khủng rung động ở trong cơ thể hắn, còn có một ý chí võ đạo không cách nào hình dung, để hắn phảng phất như đang đối mặt một vị tiên vương tầng 9, cao cao tại thượng. Cái này không phải cảnh giới của Lăng Hàn quá cao, mà là khí thế của hắn quá bằng bạc, rõ ràng chỉ là tầng 3, nhưng lại cho người ta uy thế như tiên vương tầng chín cảm oanh sau đó hắn nặng nề ngã dầm trên mặt đất chỉ cảm thấy xương cả người nát tan căn bản không có một tia lực lượng có thể vận dụng lang hàn xuất hiện ở trên đỉnh đầu của hắn lấy tư thế ở trên cao nhìn xuống sắc mặt bình tĩnh không có vẻ đắc ý chút nào thật giống như đánh bại hắn là sự tình rất bình thường thực lực chênh lệch thực sự quá to lớn thiên hạ làm sao có khả năng có người biến thái như vậy lang hàn cười nhạt con người của ta luôn công bằng người muốn làm sao với ta, ta liền đối với ngươi như thế. Lý Hà đầu tiên là sững sờ, sau đó mới đột nhiên phản ứng lại, cực kỳ sợ hãi phát hiện, những bảo bối kia của hắn đều mắt phát hung quang, chăm chú nhìn trên người hắn. Xác thực mà nói, là xem máu thịt của hắn, máu thịt tiên vương, đối với chúng nó là vật đại bổ. Không, hắn vừa mở miệng, đùng, một con bò gặp độc đã nhảy đến trên mặt, hai cái kìm kẹp lấy đầu lưỡi, sau đó từ trong miệng chui vào. Chỉ như vậy, càng nhiều độc vật dồn dập từ trong miệng của hắn chui vào. A, à, Lý Hà kêu rên, da mặt co giật, những độc vật này không chỉ ăn sống hắn, hơn nữa bản thân còn mang theo độc tính kịch liệt, để hắn chịu đựng thống khổ to lớn. Cái này vốn là hắn nhìn đối thủ bị thua gặp thống khổ, hắn ở một bên nhìn cười ha ha, nhưng trao đổi vị trí một hồi, hắn mới biết đây là tàn nhẫn đến cỡ nào. Hắn xin thề, nếu có thể tránh được tai nạn này, tuyệt đối phải giết chết hết thảy độc vật. Ăn hắn, ăn hắn, ăn hắn khán giả trên khán đài thì xôi trào, kỳ thực bọn họ không để ý độc vật ăn ai, chỉ cần tình cảnh đủ máu tanh là được. Lý Hà phẫn nộ, vừa lo vừa sợ, những khán giả này liên tục vì hắn hoan hô, nhưng hiện tại lại thay những độc vật kia khuyến khích, muốn bọn chúng nhanh ăn mình, để hắn không thể nào tiếp thu được. Nhưng hắn càng thêm hoảng sợ, bởi vì hắn thật bị độc vật ăn sống, từ đây hồn tiêu hậu thế. Nhưng mà, ở dưới độc tố phát tác, hắn căn bản phát không ra bất kỳ âm thanh nào, nhưng ý thức lại tỉnh táo đến lạ kỳ, có thể cảm giác được mỗi một tia thống khổ nhỏ bé, điều này làm cho hắn muốn phát điên. Xương toàn thân hắn đều đứt đoạn mất, nhưng thân thể lại còn đang run rẩy, da rẻ run rẩy, có thể thấy được hắn đang chịu đựng đau nhức cỡ nào. Lăng Hàn vung tay lên, đùng, Lý Hà nhất thời bị chấn nổ, tương tự hóa thành mảnh vỡ còn có những độc vật kia. Nhìn quá buồn nôn, không, trên khán đài, rất nhiều khán giả đều kêu rên, tại sao lại nhanh giết chết Lý Hà như vậy, phải để hắn bị ăn sống, như vậy mới đã nghiền a. À những người này nhìn về phía lăng hàn hận không thể lại thả một đám độc vật đến ăn lăng hàn lấy bồi thường sự thất vọng của bọn họ lăng hàn lạnh lùng quét một vòng tiếp xúc càng nhiều hắn liền càng rõ ràng người nơi này đều điên rồi hoàn toàn không cần có đồng tình gì với bọn họ chết rất tốt vạn nhất để người nào trong bọn họ chạy ra ngoài một tên tiên vương có thể tạo thành phá hoại kinh người cỡ nào sau khi người dẫn chương trình tuyên bố lăng hàn thắng lợi hắn rời khu vực chiến đấu đi tới phòng nghỉ ngơi ở hậu trường Lần này đường viễn không đến xem hắn, dù sao hắn tự nhận là chủ nhân, tình cờ tưởng thưởng một chút thủ hạ có thể, nhưng sao có thể liên tục nhân nhượng người có địa vị thấp. Vạn nhất làm cho đối phương tự cho là đúng, ngay cả chủ nhân như hắn cũng không để vào mắt thì sao. Hắn khua chuông gõ mõ mà sắp xếp, chỉ cần lăng hàn lại thắng ba trận, liền có thể lên ngôi huyết chiến vương, đi khiêu chiến huyết chiến vương của lục ly. Một ngày một ngày trôi qua, lần này thời gian càng dài, hơn một tháng sau, đối thủ trận thứ 8 xác định. Tư Mã Thanh, Tư Mã Thanh, thời điểm đường viễn bắt được tư liệu, lại cực kỳ kinh ngạc, bởi vì thực lực của Tư Mã Thanh này kém Lý Hà không nhiều, đều là tiên vương tầng 4, cũng ở trước đây đạt được qua 9 thắng liên tiếp. Muốn nói có cái gì không giống, chính là số lần Tư Mã Thanh đạt được 9 thắng liên tiếp muốn nhiều hơn Lý Hà, tuy nhiên chỉ là có thêm hai lần mà thôi. Lý Hà căn bản không phải đối thủ của Lăng Hàn, vậy cho dù Tư Mã Thanh mạnh hơn Lý Hà một ít, vậy thì như thế nào, có thể chặn được Lăng Hàn mấy chiêu? chuyện này căn bản là muốn tặng cho lăng hàn một hồi thắng lợi a à. lẽ nào là xem mặt mũi của phụ thân đấu tràng cố ý nhường đường viễn sờ sờ cầm có điều thực lực của lý long quá mạnh nhưng như vậy kỳ thực cũng không quá đáng ngày thứ hai trận thứ tám của lăng hàn bắt đầu quả nhiên sau khi người dẫn chương trình giới thiệu xong trên khán đài la ó cái này không phải đang cố ý nhường sao giả thi đấu giả thi đấu giả thi đấu tất cả mọi người hô to giả thi đấu liền phải xử tử toàn bộ. chương 2871, Vạn Quỷ Kích Tư Mã Thanh lại hoàn toàn không hề bị lay động, hắn là một tiên vương tầng 4, vóc người trung đẳng, dung mạo bình thường, nhưng tiên vương tự nhiên có phong thái của tiên vương, tỏa ra lực áp bách kinh người, dù thăng nguyên cảnh dựa sát vào cũng sẽ bị đánh nổ. Chiến đấu, bắt đầu, lần này người dẫn chương trình không dám nhiều lời, mau mau tuyên bố chiến đấu bắt đầu. Hai tay của Tư Mã Thanh rung lên, một đạo hào quang phóng lên trời, trong tay của hắn đã có thêm một thanh trường kích, thân kích đen thui nhưng mũi kích đỏ đậm, có hắc khí bốc lên, thật giống như có thể nghe được ngàn vạn oan hồn rít gào. Cho dù khu vực chiến đấu có trận pháp áp chế sẽ không để cho gợn sóng chiến đấu lao ra, nhưng sắc mặt của mọi người vẫn không nhịn được trắng bệch. Tiếng rít chói tai này thậm chí ngay cả trận pháp cũng không cách nào đỡ được. Tiên khí, trời ạ, à, ta lại nhìn thấy tiên khí. Đây là vạn quỷ kích mà năm đó thanh quỷ đại nhân dùng qua. Ta thu hồi lời nói mới rồi căn bản không có nhường, tuyệt đối không có nhường. Một tiên khí chân áp, đây là để Lý Long ngay cả 8 tháng liên tiếp cũng không làm được sao. Tất cả mọi người kinh ngạc thốt lên, không ít người nhận ra trường kích trong tay tư mã thanh chính là tiên khí, hơn nữa còn là bảo khí vô thượng lúc trước thanh quỷ tiên vương dùng qua. Tuy giới hạn ở thực lực, tư mã thanh không thể phát huy ra uy lực mạnh nhất của tiên khí, nhưng làm sao cũng tới tầng năm chứ. Cái này còn chưa đủ chân áp lăng hàn sao, nhường, nhường cái rắm, Triệu xong cũng ngô to hối hận, thời điểm hắn biết đối thủ thứ 8 của Lăng Hàn là Tư Mã Thanh, cũng nghĩ giống như Đường Viễn, cho rằng phương diện đấu chẳng dự định nhường, vì lẽ đó quả đoán từ chối cùng Đường Viễn đánh cược, kia thuần túy là đưa tiền. Ai biết sẽ có đảo ngược như vậy, phải đánh cược A, sắc mặt của Đường Viễn cực kỳ khó coi, tiền khí A, hơn nữa còn là binh khí tiên vương tầng 9 năm xưa dùng qua, uy năng tất nhiên cực kỳ khủng bố. Đáng sao, tốt xấu hắn cũng là một nhân vật, làm sao ngay cả chút mặt mũi ấy cũng không cho hắn lần này Lăng Hàn lành ít giữ nhiều, hắn hận, đừng xem hắn thắng triệu xong hai lần, hơn nữa còn nuốt lệ phí di chuyển của Lăng Hàn, nhưng tiền hắn nện ở trên người Lăng Hàn càng nhiều, cho rằng quấy giày đấu tràng sắp xếp, để Lăng Hàn sớm ra trận không muốn chuẩn bị. Vốn của hắn vẫn không có thu hồi lại, nếu như hiện tại Lăng Hàn chết, hắn khẳng định thảm. Chết tiệt, hắn nói thầm, giữa trường, tư mã thanh nhắm thẳng trường kích vào Lăng Hàn nói, người sai ở chỗ quá kiêu căng. Sớm biểu diễn toàn bộ thực lực của mình ra, nếu không, lấy thực lực của ngươi trở thành huyết chiến vương không khó. Lăng Hàn nhoẻn miệng cười, há, ngươi cho rằng ta hoàn toàn bày ra thực lực. Hắn nhìn trường kích trong tay đối phương, nóng lòng như lửa. Đây chính là tiên khí, nếu hắn lấy được, cho tiên ma kiếm thôn phệ, vậy cấp độ của tiên ma kiếm tất nhiên có thể tăng lên một bậc. Tiên kim ít ỏi, đến một khối là một khối A. Hừ, coi như ngươi còn giấu giếm thực lực, nhưng ở dưới tiên khí chân áp, hết thảy đều là hư vọng. Tư Mã Thanh xem thường nói, hắn không phải coi thường Lăng Hàn, mà là đối với vạn quỷ kích quá có lòng tin. Bảo khí tiên vương tầng 9 dùng qua, có thể không lợi hại sao. Đến, Lăng Hàn dùng ngón tay ngoắc ngoắc, tiên khí thì đã làm sao, cũng phải nhìn ở trong tay ai mới được. Thực sự là ngu muội. Tư Mã Thanh hừ một tiếng, hắn nhanh chân đi tới, nhưng tốc độ không nhanh, từng bước một hạ xuống, tiên khí đang thức tỉnh, dành cho Lăng Hàn áp lực mạnh mẽ. Hắn là cố ý, muốn cho Lăng Hàn run rẩy, bởi vì hắn biết mình công bằng chiến một trận không phải đối thủ của lăng hàn có thể ức hiếp một tên cường giả như vậy trong lòng hắn cực kỳ thoải mái lăng hàn dung sắc nghiêm nghị tuy hắn đẩy bất diệt thiên kinh lên bất diệt tiên vương thể tầng thứ sáu nhưng vẫn không cách nào sánh ngang tiên kim chống đỡ tiên khí hắn nhất định sẽ chịu thiệt nhưng tiên ma kiếm là lá bài tẩy của hắn hắn không muốn nhanh như thế liền lộ ra vừa vặn hắn muốn thử một chút chiến đấu ở dưới nghịch cảnh như thế này đối với sức chiến đấu của hắn tăng lên bao nhiêu Oanh, oanh, oanh! Tư Mã Thanh càng ngày càng gần, phù văn trên vạn quỷ kích phát sáng, từng cái từng cái đầu lâu xông ra, tung bay về phía Lăng Hàn, há mồm liền cắn. Lăng Hàn ngưng quyền oanh kích, oanh! Một đầu lâu bị hắn đánh nổ, nhưng thân hình của hắn cũng khẽ run lên, khô lâu này ẩn chứa lực lượng to lớn, đủ để lay động hắn. Hơn nữa, đây chỉ là một đầu lâu mà thôi, càng nhiều đầu lâu hiện lên, phát động tấn công về phía Lăng Hàn. Ha 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 ha! Ở dưới vạn quỷ kích, ngươi lại là cái dám gì? Tư mã thanh vùng vẩy trường kích kéo tới, tuy khô lâu có thể tạo thành uy hiếp với lăng hàn, nhưng muốn chân chính oanh bại, thậm chí đánh giết lăng hàn, thì còn cần lấy tiên khí trực tiếp oanh kích. Lăng hàn đưa tay nắm lên một cây đại đạo, đập tới tư mã thanh. Đây chính là không nói lý, trực tiếp lấy lực chân áp. Tư mã thanh biết thực lực của hắn kém lăng hàn rất lớn, nếu như lấy tổn thương đổi tổn thương, vậy cho dù vạn quỷ kích có thể đánh giết lăng hàn, hắn trúng một đòn của lăng hàn tuyệt đối cũng sẽ chết. Vì lẽ đó, hắn nhất định phải chống đỡ hắn vung vẩy vạn quỷ kích đón nhận oanh tiên khí oanh ra đại đạo không gian bùng nổ từng trận gợn sóng tư mã thanh chỉ cảm thấy hai tay run rẩy nếu không phải vạn quỷ kích đã thức tỉnh hóa giải đại bộ phận lực lượng của lăng hàn sung kích này khẳng định còn muốn đáng sợ hơn vô số lần để trong lòng hắn phát lạnh nam nhân này đến cùng cường đại đến mức độ cỡ nào nhưng chuyện đến nước này hắn hiển nhiên không thể lui bằng không coi như lăng hàn chịu buông tha hắn cũng sẽ bị đấu tràng thanh toán nha, đã cho ngươi tiên khí, ngươi lại còn đầu hàng xin tha. Giết, hắn hổ gầm, lực lượng tiên vương phun trào, trên vạn quỷ kích sinh ra từng đạo từng đạo đao nhọn màu xanh, đây là hắn truyền lực lượng của mình vào trong tiên khí, kích phát uy năng của tiên khí tiến thêm một bước. Nếu không thì, hắn cũng không nhận ra thực lực của mình có thể tạo thành uy hiếp gì đối với Lăng Hàn. Ngươi giết được ai, Lăng Hàn cười gần, hắn triển khai đạo của mình, như nước chảy mây trôi. Dù tư mã thanh có tiên khí, nhưng có vẻ giật gấu vá vai. chương 2872, như nhị một. Ngược lại không phải vạn quỷ kích không mạnh, mà là tư mã thanh quá yếu, không cách nào hoàn toàn phát huy được uy năng của tiên khí. Ô, thật kỳ quái, Lý Long rõ ràng chỉ là tiên vương tầng 3, nhưng vì cái gì ta lại có một loại ảo giác, hắn thật giống như là tiên vương tầng 9. Ta cũng có cảm giác này, a à, ta cũng có. Trên khán đài, tất cả mọi người kinh ngạc thốt lên, bọn họ điên cuồng là điên cuồng, nhưng là tiên vương hàng thật đúng giá người nào sẽ là kẻ đầu đường xó chợ tu vi không thể làm giả vậy cũng chỉ có một khả năng tiểu tử này ngộ ra đạo của mình kỳ tài kỳ tài a à, tư mã thanh ra sức phản kháng nhưng thực lực tranh lệch quá lớn hắn lại ra sức cũng vô dụng rất nhanh liền bị áp chế các loại quy tắc ở trong tay lăng hàn hạ bút thành văn để tư mã thanh cực kỳ khó chịu nếu không phải tiên khí trong tay có thể phá tan tất cả quy tắc hắn căn bản không ngăn được lăng hàn một chiêu nhưng hiện tại vấn đề cũng chỉ là hắn có thể chống đỡ bao lâu mà thôi muốn trở mình chuyện không thể nào trừ khi vạn quỷ kích có thể toàn diện phát huy nhưng cái này khẳng định không hiện thực tư mã thanh không dám đánh tiếp nữa hắn bắt đầu lui đánh tới hiện tại cũng đầy đủ chứng minh hắn xác thực toàn lực ứng phó không tồn tại khả năng nhường nếu tiếp tục nữa hắn tin tưởng mình sẽ bị lăng hàn đánh giết thành cạn bã hắn trốn nhưng lăng hàn đã tiến vào ý cảnh quy tắc hóa thành xiềng xích vững vàng nhốt hắn lại sau mấy trăm chiêu, tư mã thanh bất đắc dĩ ngã xuống. Hắn muốn chạy, nhưng chưa thành công, bây giờ Lăng Hàn đã hình thành đạo của mình, ở trên ý cảnh thậm chí còn cao hơn rất nhiều tiên vương tầng 9, chỉ cần thực lực không bằng hắn, căn bản không thể chạy ra hắn bao vây. Vạn quỷ kích lẳng lặng nằm ở trên đất, cho dù hiện tại không có khôi phục trạng thái, nhưng vẫn cho người một loại áp lực đáng sợ. Lăng Hàn muốn đi lấy, nhưng tay vẫn không có chạm đến, vạn quỷ kích liền tự mình phát sáng, từng cái phủ văn phá không, toả ra thần uy của tầng 9. Không có ai điều khiển, vạn quỷ kích ngược lại càng thêm đáng sợ. Lăng Hàn thở dài, lấy thực lực của hắn bây giờ còn chưa đủ luyện hóa được tiên khí tầng 9, bằng không liền không phải tiên ma kiếm luyện hóa vạn quỷ kích, mà là hắn bị vạn quỷ kích đánh giết thành cặn bã. Đáng tiếc, hiếm khi nhìn thấy một tiên khí a, Lăng Hàn cực kỳ phiền muộn, điều này cũng biểu hiện ở trên mặt của hắn. Kháo, chiến một trận thắng gian nan như thế, lại còn có vẻ mặt như vậy. Thật thích ăn đòn a không ít khán giả đều cảm thấy lăng hàn tinh tướng, nhưng ngẫm lại, ai có thực lực như vậy, cũng có thể tinh tướng đúng hay không. Sau trận chiến này, lăng hàn nổi danh, tay cầm tiên khí, cao hơn một cảnh giới, nhưng vẫn như cũ không cách nào trấn áp, đây là nhân vật mạnh mẽ cỡ nào. Muốn ngăn cản Lý Long lên đỉnh, xem ra chỉ có điều động huyết chiến vương. Huyết chiến vương phổ thông cũng treo, làm sao cũng phải là huyết chiến vương 20 thắng trở lên A. 20 thắng, ngươi cho rằng 20 thắng dễ dàng sao? Huyết chiến vương 20 thắng toàn bộ là từ trên người huyết chiến vương khác chiếm được, hơn nữa lặp lại chiến thắng đối thủ là không tính, huống chi thua còn bị trừ một trận thắng. Hương, nhiều nhất điều động huyết chiến vương 7, 8 thắng A. Mọi người nghị luận sôi nổi, bắt đầu thảo luận đối thủ kế tiếp của Lăng Hàn, đến cùng ai mới có thể ngăn cản Lăng Hàn trở thành tân huyết chiến vương. Trận chiến này thực sự quá huy hoàng, ngay cả đường viễn cũng ngưng phấn không thôi, hắn lần thứ hai vì Lăng Hàn làm tiệc rượu kế tiếp chỉ cần lại có thêm hai thắng, Lăng Hàn liền có thể trở thành huyết chiến vương. Hắn rất nhanh thì có thể tìm lục ly báo thù, cái này ngẫm lại liền để hắn hưng phấn. Trận thứ 9 đến càng chậm, sau 3 tháng ròng rã, đối thủ của Lăng Hàn mới được chọn lựa, sau đó phương diện đấu tràng tiến hành tuyên truyền rất lớn, hấp dẫn vô số người đến. Một vé khó cầu, cái này đủ để chứng minh trình độ được quan tâm của trận chiến này. Có điều, đối thủ mới của Lăng Hàn là ai vẫn không có vạch trần, ngay cả đường viễn cũng không thăm dò được, chỉ có thể đến thời điểm mới sẽ công bố. Đoàn người lấy đường viễn dẫn đầu, đi tới đấu tràng, đường viễn ngoại lệ đi tới phòng nghỉ ngơi, hảo hảo cổ vũ lăng hàn, kỳ vọng có thể nhìn thấy một hồi đại thắng. Chờ thời gian đến, đường viễn bị mời ra ngoài, nhị thế tổ như hắn cũng không dám ảnh hưởng vận chuyển của đấu tràng. Lăng hàn lên sân khấu, lặng lặng chờ đợi đối thủ của hắn xuất hiện. Người dẫn chương trình theo thường lệ giới thiệu thân phận của Lăng Hàn, nói nước bọt tung tóe, cảm xúc mãnh liệt hào hùng mọi người rất nể tình hoan hô nhảy nhót nhưng rất nhanh liền xong dồn dập kỳ vọng đối thủ của lăng hàn là ai đối thủ này là ai mọi người thực sự quá muốn biết hiện tại mọi người nhất định rất chờ mong đối thủ của lý long a người dẫn chương trình dừng lại nhìn bốn phía một chút thấy mọi người đều lộ ra vẻ mặt thiếu kiên nhẫn lúc này mới công bố đáp án có thể mọi người cũng đã đoán được đây là một vị huyết chiến vương đây quả thật là mọi người sớm có dự liệu nhưng vẫn dồn dập hoan hô hơn nữa càng ngày càng kỳ vọng, vị huyết chiến vương này đến cùng là ai? Hắn chính là, Nghiêu Nhị, cái tên rất buồn cười, nhưng mọi người không những không có cười, trái lại phát ra tiếng hoan hô vang động trời. Nghiêu Nhị, thiên kiêu của đại lực thiết nghiêu tộc, hơn một triệu năm trước liền thành huyết chiến vương, bây giờ đã có 32 trận thắng. Người dẫn chương trình cũng ra sức nói, sau đó giới thiệu chiến tích của Nghiêu Nhị. Đây đương nhiên là chiến đấu sau khi hắn trở thành huyết chiến vương, 32 trận thắng không coi là nhiều, cộng thêm tiêu tốn hơn một triệu năm mới đạt được thành tích như vậy, thật giống như sức chiến đấu của hắn cũng không ra sao a. À. Nhưng trên thực tế không phải như vậy, trận thắng này là trận thắng sạch, ý nghĩa hắn đối đầu huyết chiến vương khác tỷ lệ thắng vượt qua 5 phần 10. Càng mấu chốt là hắn thích chiến đấu không hề ràng buộc, vì lẽ đó rất ít chiến đấu ở trong đấu tràng, bằng không trận thắng của hắn sẽ không chỉ ở số này. Lần này, phương diện đấu tràng cũng tiêu tốn cái giá rất lớn mới mời hắn trở về, ngăn cản lang hàn lên đỉnh, Chúng ta lấy tiếng hoan hô nhiệt liệt nhất mời dũng sĩ huyết chiến vương của chúng ta ra, như Nhị. chương 2873, như Nhị 2. Giao, tiếng hoan hô rung trời động địa, đại bộ phận khán giả nơi này đều là tiên vương, đồng thời giống lên, khung cảnh này cực kỳ đồ sộ. như Nhị lên sàn, lăng hàn nhìn sang, vẻ mặt không khỏi quái lạ. Đó là một đại hán vóc người khôi ngô, cao tới một trượng, mà hắn cũng chỉ có thân hình giống người, đầu là nghiêu đầu, tay là móng bò, phía sau mông cũng mọc một cái đuôi dài, toàn thân đen thui. Không giống chính là, trên đầu hắn chỉ có một cái sừng trâu, mà không phải hai cái đối xứng. Chính như người dẫn chương trình giới thiệu, đây cũng không phải nhân tộc, mà là dị tộc, chỉ là hiện tại hóa thành hình người mà thôi. Như nhị nhanh chân mà đi, trong tay hắn nắm một thanh đại đao, đây cũng không phải tiên khí, mà là dùng chuẩn tiên kim chế thành, có đầy đủ sắc bén cùng kiên cố, có thể để cho hắn liên tục chiến đấu mấy trăm năm mới cần phải đi chữa trị. Cút, như nhị dơ đao chỉ vào người dẫn chương trình không lão nghiêu làm thịt ngươi. Người dẫn chương trình kia dám cũng không dám thả một cái, lập tức ngoan ngoãn ngậm miệng lại. Ngươi chính là gia hỏa gần đây danh tiếng rất thịnh, nghiêu nhị thu đao, nhìn về phía lăng hàn, ánh mắt hung ác mãnh liệt. Có điều, người xa xa không có cao to uy mãnh như lão nghiêu tưởng tượng. Lăng hàn nhìn chằm chằm nghiêu nhị, ánh mắt sáng quắc. Tiểu tử, người nhìn lão nghiêu như thế là có ý gì? Nghiêu nhị không vui hỏi, lăng hàn cười nói. Xem bộ phận nào của ngươi thích hợp làm thành sâu nướng, bộ phận nào lại thích hợp kho, hấp. Nghiêu nhị nhất thời tức giận đến sôi lên, tiên vương nhân tộc này lại coi hắn là xúc vật đợi làm thịt. Lão tử là đại lực thiết nghiêu tộc, không phải châu nước. Tiểu tử chết tiệt, lão nghiêu muốn làm thịt ngươi. Nghiêu nhị giống to, hắn vung vẩy đồ đao, nhảy một cái liền công qua lăng hàn. Oanh, một tiếng vang thật lớn, chỉ thấy trên đất đã có thêm một cái hố to, tràn ngập khói bụi. Nghiêu nhị thu hồi đao, ánh mắt bắt giữ hướng đi của lăng hàn. Không có để lão nghiêu thất vọng, vẫn tính có chút thực lực. Lang Hàn đã lui về phía sau trăm trượng, vừa vặn là biên giới của cái hố lớn này, lại tiến vào cho dù nửa tấc cũng sẽ để mũi chân của mình đạp không. Nhu nhị nhếch miệng cười, nhưng trong lòng không dám bất cẩn, Lang Hàn có thể tránh thoát một đao này không có gì ngạc nhiên, then chốt là khoảng cách hắn lùi quá chính xác, thật giống như cực kỳ lý giải lực lượng của hắn vậy. Bọn họ chỉ là lần đầu gặp gỡ, nhưng Lang Hàn có thể làm ra phản ứng như thế, cái nhãn lực này dọa người đối thủ như vậy là không thể xem thường sâu thịt trâu người nói hơi nhiều rồi lăng hàn cười nói dưới chân hắn điểm một cái xung kích về phía ngưu nhị Người cái nhân tộc tiểu bối này ngưu nhị tức giận đến lỗ mũi bốc khói tiểu tử này vẫn coi mình là nguyên liệu nấu ăn hắn kêu to hoa hoa vung vẩy đại đao chém về phía lăng hàn ầm um, ầm um, ầm um, có thể có được hung danh hiển hách càng được đấu tràng mời tới ngăn cản lăng hàn thực lực của ngưu nhị kinh người ánh đao sắc bén nếu không phải nơi này có cấm chế mạnh mẽ e là ngôi sao trên trời cũng sẽ bị đao khí quét xuống lăng hàn rút ra một nhánh đại đạo trấn áp về phía nghiêu nhị ầm um, hai người đấu đối diện đao của nghiêu nhị rất nhanh cũng rất sắc bén nhưng thể phách của lăng hàn càng không yếu bất diệt tiên vương thể thu đến tầng thứ sáu có thể liều mạng đại đao chuẩn tiên khí mà không hư ngược lại chấn cây đại đao kia xuất hiện rất nhiều vết dạn nứt có điều có thể được mời tới ngăn cản lăng hàn thực lực của nghiêu nhị xác thực mạnh mẽ hắn là tiên vương tầng 4, hơn nữa còn là đế giả, sinh mệnh lũy thừa vượt qua 9.000 điểm, sức chiến đấu cực kỳ kinh người, ngay cả Lăng Hàn cũng không thể không đánh ra tinh thần, hơi có chút hứng thú. Nhưng lấy thể phách cường hoành của hắn, dù mặc cho Nghiêu Nhị oanh kích cũng không đáng kể, thân thể tiên vương tầng 6, không phải Nghiêu Nhị có thể tổn thương. Trên khán đài, mọi người phát ra tiếng gào như sóng thần, nhưng kỳ thực chỉ có một chữ. Giết, bất kể là Lăng Hàn giết Nghiêu Nhị, hay Nghiêu Nhị giết Lăng Hàn, bọn họ đều không đáng kể, chỉ cần có thể nhìn thấy chiến đấu đặc sắc sau đó lấy một phương tử vong kết thúc là được đáng tiếc a à, đáng tiếc triệu song liên tục lắc đầu cơ hội tốt như vậy bản thiếu lại không có nắm lấy ai xem ra không có lần sau hắn cũng không nghĩ tới phương diện đấu tràng lại tàn nhẫn như thế không chỉ phát động huyết chiến vương hơn nữa còn là cao thủ như nghiêu nhị đường viễn thì trầm mặt hắn rất tin tưởng lăng hàn nhưng nghiêu nhị quá mạnh mẽ để hắn cũng không dám nghĩ lăng hàn có thể thắng được hắn càng không rõ Phương diện đấu tràng thật quá mức, vì ngăn cản Lăng Hàn trở thành huyết chiến vương, lại phát động cường giả như như nhị. Coi như danh hiệu huyết chiến vương cực kỳ vinh quang, nhưng Lăng Hàn cũng thông qua mấy trận chiến đấu, chứng minh thực lực của mình. Lẽ nào, là lục ly ở sau lưng dở trò, vậy người này nhất định phải bỏ ra cái giá khổng lồ, bởi vì chỉ là lệ phí di chuyển của như nhị liền cao đến kinh người, huống chi còn muốn ảnh hưởng phương diện đấu tràng. Hắn không hiểu, chỉ có âm thầm trợ uy thay Lăng Hàn, hy vọng Lăng Hàn có thể thắng được. Giữa trường, đùng, đại đao trong tay Nghiêu Nhị đột nhiên đổ nát, cái chuẩn tiên khí kia nguyên bản có thể dùng trên mấy trăm năm lại đi bảo dưỡng một hồi, nhưng quyền lực của Lăng Hàn quá bá đạo, mạnh mẽ đánh cây đao này nổ nát. Phải biết, Lăng Hàn là có thể tay không xé nát cùng cấp, thậm chí chiến giác cao hơn một bậc, nổ nát một chuẩn tiên khí lại đáng là gì? Nhân tộc rác rưởi thật là coi thường ngươi, Nghiêu Nhị không chút kinh hoàng, thân thể run lên, độc giác của hắn bắt đầu phát quang, lại xúc động đại đạo, hóa ra gợn sóng vô tận lăng hàn kinh ngạc cái độc giác này mang đến cho hắn một cảm giác còn nguy hiểm hơn chuẩn tiên khí nghiêu nhị này là đại lực thiết nghiêu tộc đây là thiên phú chủng tộc của hắn để hắn thu được sức chiến đấu trên cảnh giới nghiêu nhị hơi cúi đầu nhắm ngay lăng hàn sau đó khởi xướng sung phong tốc độ của hắn rất nhanh hầu như là chân hơi động cũng đã xuất hiện ở trước người lăng hàn độc giác tàn nhẫn đâm đến lăng hàn khóe miệng của nghiêu nhị lộ ra một nụ cười đắc ý một khi phát động thiên phú chủng tộc độc giác của hắn kiên cố sắc bén giống như tiên kim, đủ để xé rách thân thể của Lăng Hàn, đâm thủng đối phương. chương 2874, 9 thắng liên tiếp. Hả, đột nhiên hắn phát hiện không đúng, tuy cúi đầu không nhìn thấy, nhưng thần thức như xúc tu, để hắn thấy một bàn tay lớn trầm ổn mạnh mẽ nắm lấy độc giác của hắn. Đâm không tới, như nhị dùng sức đẩy, nhưng Lăng Hàn vẫn không nhúc nhích, lực lượng vượt xa hắn. Một tiên vương tầng 3, làm sao có khả năng có lực lượng kinh khủng như thế? tiểu tử nhân tộc ngô xuẩn ngươi cho rằng đây chính là toàn bộ năng lực chủng tộc của đại lực thiết nghiêu tộc ta như nhị cười gằn tuy bộ tộc hắn được xưng đại lực thiết nghiêu nhưng lực lượng lớn phòng ngự dày tuyệt không phải hết thảy đặc điểm trên thực tế năng lực chủng tộc mạnh mẽ nhất của bọn họ không có thể hiện ở trên danh tự phu trên độc giác đột nhiên bắn ra một vệt ánh sáng đánh tới lăng hàn đây là một đạo tử quang nếu như bị bắn trúng ngay cả tiên vương tầng 9 cũng có thể bị giết lăng hàn hét lớn một tiếng tay phải bỗng nhiên bùng nổ ra lực lượng đáng sợ oanh chỉ thấy một chùm máu tươi tung bay độc giác của Ngưu nhị bị hắn nhổ xuống đạo tử quang kia lệch khỏi phương hướng a à, nghiêu nhị kêu thảm thiết độc giác là vũ khí mạnh mẽ nhất của bọn họ đồng thời cũng là cội nguồn lực lượng mất đi sừng trâu thực lực của hắn sẽ trong nháy mắt rơi xuống tới đáy vực lăng hàn bổ khuyết thêm một quyền oanh thức hải của Ngưu nhị bị chấn phá ầm ầm ngã trên mặt đất hóa thành nguyên hình chính là một con trâu đen to lớn da rẻ cứng rắn như sắt hắn nhanh chóng ra tay, liền thu thi thể con đại nghiêu này vào trong không gian tiên khí, đây chính là nguyên liệu nấu ăn cấp tiên vương, sao có thể lãng phí. Trên khán đài, tất cả mọi người nhe răng, động tác của Lăng Hàn cũng quá thông thạo đi, đánh giết, nhặt xác, hơn nữa còn cẩn thận từng ly từng tí không đánh nổ nghiêu nhị, lẽ nào thật sự như trước đó Lăng Hàn từng nói, muốn làm thịt nghiêu nhị thành sâu nướng. Khó có thể tưởng tượng, gia hỏa uy mãnh bá đạo như thế lại là một kẻ tham ăn. Lăng Hàn nhìn độc giác trong tay, hắn cảm ứng được, trong độc giác ẩn chứa năng lượng mạnh mẽ, cũng có tác dụng lớn. Khó mà tin nổi, khó mà tin nổi, như nhị lại thua ở trong tay Lý Long, trời a à, hắn đã thu được 9 thắng liên tiếp, còn ai có thể ngăn cản hắn trở thành huyết chiến vương kế tiếp. Người dẫn chương trình nước bọt tung tóe kinh ngạc thốt lên liên tục. Triệu song lặng yên thở ra một hơi, trước hắn còn căm hận không cùng đường viễn đánh cược, nhưng hiện tại cực kỳ vui mừng, bằng không hắn lại thua thảm hắn cũng không có ý tiếp tục đánh cược ở trên người Lăng Hàn, nếu như đặt cược, vậy cũng là đánh cược Lăng Hàn có thể thắng lợi. Khán giả đều hoan hô, tuy Lăng Hàn không đánh nổ Ngưu Nhị, tình cảnh quá không máu tanh, nhưng nhìn chiến đấu đặc sắc, then chốt là cuối cùng Ngưu Nhị cũng chết, vậy thì đáng giá. Trận thứ 9 kết thúc, Lăng Hàn trở lại biệt viện của Đường Viễn, bắt đầu sinh hoạt bình thường. Hắn cần một ít thời gian đến tích lũy thành quả mấy ngày trước chiến đấu, còn cần hào hảo nghiên cứu sừng châu kia một chút, nhìn có thể làm thuốc hay không, trong đó ẩn chứa năng lượng kinh người, không thua gì đại dược cấp bậc tiên vương. Lại thắng một hồi, viên thăng long đan này chính là của ngươi. Đường viễn lấy ra một bình thuốc, lắc lắc ở trước mắt lăng hàn, tựa hồ đang cố ý mê hoặc đối phương. Bản thân lăng hàn đối với thăng long đan tự nhiên không hề hứng thú, hắn chỉ muốn phân tích thành phần của loại đan dược này một chút, dựa vào cái gì có thể tăng lên xác suất tiên vương thăng cấp. Hắn không có đáp lại, cực kỳ bình thường. Đường viễn tựa hồ cũng quen loại thái độ này của Lăng Hàn, không cho rằng đó là ngang ngược, chỉ cần Lăng Hàn có thể chiến thắng, hắn liền sẵn lòng tiếp thu tính xấu như vậy. Mà kế tiếp trận thứ 10 mới mấu chốt nhất, chỉ cần Lăng Hàn thắng là có thể trở thành huyết chiến vương, có tư cách khiêu chiến huyết chiến vương của Lục Ly. Hắn phát động lực lượng của mình, gia tăng ảnh hưởng với đấu tràng, nỗ lực để người ngăn cản dễ dàng đối phó một ít. Sau 3 tháng, đối thủ thứ 10 của Lăng Hàn cuối cùng xác định. Lần này, khán giả tự nhiên vô số, mà độc chi Chu Dương Tiếu Linh cũng xuất hiện, nàng ngồi ở bên cạnh đường viễn cùng triệu xong ngay lập tức để hai người này câm như hến nàng nhìn chằm chằm lăng hàn ánh mắt có chút nóng bỏng nàng cần lăng hàn thắng bởi vì nàng chỉ làm huyết chiến vương linh tỷ người có biết đối thủ của lý long là ai không đường viễn không nhịn được hỏi dương tiếu linh là tồn tại trước ba trong nhị thế tổ hắn không có mặt mũi dò thăm tin tức nhưng dương tiếu linh không nhất định hắn thực sự rất hiếu kỳ liền không nhịn được mở miệng hỏi yên tâm chỉ là một tiểu nhân vật Dương Tiếu Linh khẽ mở môi đỏ, hả, đường viễn cùng triệu song đều kinh ngạc, đối thủ thứ 9 chính là Như Nhị, mà thứ 10 lại là một tiểu nhân vật. Không thể nào, Dương Thiếu Linh cười nhạt nói, tiểu tử kia đã chứng minh thực lực của mình, hơn nữa, bổn tiểu thư cũng đặc biệt để người thả cửa, lẽ nào ngay cả chút mặt mũi ấy cũng không cho sao. Đường viễn cùng triệu song đều bừng tỉnh, nếu như nói Lăng Hàn chỉ là một tiểu nhân vật, vậy phương diện đấu tràng tự nhiên không thể nhường, nhưng trận 9 trận đã hoàn toàn chứng minh thực lực của hắn như vậy trận thứ 10 thật không cần cử cường giả gì qua. Đấu tràng cũng chỉ là hạn chế số lượng huyết chiến vương, bảo đảm danh hiệu này vinh quang, mà không phải liều chết không cho người ta đạt được danh hiệu này. Đường viễn triệt để yên tâm, mà triệu song tự nhiên cũng không có hứng thú đánh cược với đường viễn. Người dẫn chương trình còn đang hưng phấn giới thiệu thân phận của Lăng Hàn, coi như hiện tại Lăng Hàn tiếng tăm rất lớn, nhưng trên thực tế người thực sự được gặp lại không nhiều, bởi vậy vẫn có từng mảng từng mảng tiếng thét trói tai vang lên. Lăng Hàn không chút biến sắc, chờ đợi đối thủ của hắn xuất hiện. Lần này, đối thủ của Lý Long là Mã. Ồ, người dẫn chương trình lời còn chưa nói hết, chỉ thấy trong đường núi của đấu tràng đột nhiên xuất hiện gây rối. Oanh, một bóng người bay ra, ngã chặt chẽ vững vàng. Hiển nhiên không phải người kia tự mình nhảy ra, bởi vì trên mặt hắn vững vàng trúng một quyền, nửa bên mặt sụp xuống. Đây là một tiên vương tầng 4, nhưng hiện tại dị sắc trên người như ẩn như hiện, đại diện cho tính mạng chi hỏa của hắn lão đà lão đảo. Người dẫn chương trình kinh hãi, bởi vì đây chính là đối thủ của Lăng Hàn, nhưng hiện tại lại bị người đánh thoi thóp, cái này còn làm sao đánh với Lăng Hàn. Chương 2875, đột biến. Hơn nữa, là ai dám làm càn ở trong đấu tràng, không biết đây là địa bàn của Thanh Quỷ Tiên Vương sao. Oanh, lại một bóng người bắn ra, chỉ thấy đây là một đại hán cao tới một trượt, mọc ra như đầu, móng bò, đuôi trâu, đầu mọc độc giác, không phải như nhị thì là ai. Lăng Hàn cũng lấy làm kinh hãi muốn mở không gian tiên khí ra nhìn lại xem thi thể Nhiêu nhị còn ở trong đó không không đúng ngày hôm qua hắn còn cùng chúng nữ chung một chỗ ăn thịt châu a là ngươi giết đệ đệ ta đại hán này nhìn chằm chằm lăng hàn ánh mắt hung ác mãnh liệt nha hóa ra đây là ca ca của Nhiêu nhị chẳng lẽ gọi Nhiêu đại sao lăng hàn gật gù mùi vị cũng không tệ lắm chỉ là có chút dai đại hán nổi giận trong lỗ mũi của hắn phun ra bạch khí vừa chạm đất mặt liền đánh mặt đất nổ ra hai cái động cái này cực kỳ kinh người, phải biết gạch đá của đấu tràng đều cực kỳ kiên cố, đủ để chịu đựng tiên vương đại chiến, nhưng hắn chỉ phun ra hai hơi liền để mặt đất phá thành động, cái này quá khủng bố. Nghiêu, Nghiêu Đại, người dẫn chương trình rốt cục nói ra, tiếng nói của hắn cũng đang run lên, bởi vì đấu tràng có quá nhiều truyền thuyết của Nghiêu Đại. Lăng Hàn không khỏi bật cười, người này thật gọi là Nghiêu Đại. ầm uhm, toàn bộ khán đài điên cuồng, hầu như 9 phần 10 người đều đứng lên, lớn tiếng hoan hô, mà đối tượng chính là Nghiêu Đại thật giống như hắn là một dũng sĩ vô địch. Như đại, đấu tràng có quy tắc của đấu tràng, người muốn báo thù cho đệ đệ, ta có thể lý giải, sau này có thể khiêu chiến hắn, nhưng không thể phá hoại quy củ, bằng không ngươi sẽ cực kỳ thảm hại. Tuy trong lòng hắn loạn tung phèo, nhưng cái này không phù hợp quy tắc, hắn nhất định phải nói. Như đại trừng mắt qua, điềm nhiên nói, nếu biết ta muốn báo thù cho đệ đệ, người còn không câm miệng, bằng không ta không chỉ giết ngươi, còn có thể giết chết ba tiểu thiếp, hai con trai, sáu con gái của ngươi. Người dẫn chương trình run lên, lộ ra vẻ sợ hãi. Như đại so với nghiêu nhị còn khiến người ta sợ sệt, không chỉ bởi vì cảnh giới của hắn cao hơn, thiên phú tốt hơn, thực lực mạnh hơn, còn bởi vì hắn làm người làm việc càng thêm độc ác. Người khác giết người trong cuộc coi như thôi, nhưng nghiêu đại còn có thể bắt người nhà, giết chết từng cái ở trước mặt đối thủ, sau đó mới làm thịt đối phương. Lúc này mới đúc ra hung danh hiển hách của nghiêu đại, thực sự là lòng dạ độc ác. Nhưng thật muốn cho Ngưu đại sằng bậy, hắn cũng không tránh khỏi liên quan a. À. Người dẫn chương trình đang muốn nhắm mắt tiếp tục khuyên, nhưng đột nhiên ngẩn ra, hắn thu được một thần thức truyền âm. Hắn lập tức lộ ra vẻ cung kính, đồng thời cũng thả lỏng, nếu vị kia lên tiếng, trời sập xuống cũng không cần sợ. Một lát sau hắn mới nói, ta vừa thu được chỉ thị của Âm Hà đại nhân, đại nhân nói, nể tình Ngưu đại mất đệ xung động, cho phép hắn xuất chiến. Nhất thời, toàn trường ồ lên, còn có thể như thế? Tuy Ngưu Đại vẫn không có hiển lộ tu vi, nhưng người trên khán đài đều cực kỳ rõ ràng, Ngưu Đại là tiên vương tầng 5, càng là một vị đế tinh. Theo quy tắc đấu tràng, cảnh giới của người ngăn cản chỉ cho phép tranh lệch một tầng, hiện tại Ngưu Đại cao hơn Lăng Hàn hai tầng, hơn nữa còn là đế tinh, sức chiến đấu bay thẳng tầng 7. Cái này không phải nói rõ là bắt nạt người sao, nhưng người lên tiếng là âm hà tiên vương, vậy trừ khi thanh quỷ tiên vương mở miệng, nếu không, ai cũng không thay đổi được kết quả này. Bởi vì... Âm Hà Tiên Vương chính là đồ đệ của Thanh Quỷ Tiên Vương, hơn nữa cũng là đồ đệ duy nhất, tu vi tầng 7, có thể coi người thứ nhất trong nhị thế tổ. Trên khán đài, Đường Viễn, Triệu Song, Dương Tiếu Linh đều choáng váng, cũng làm cho bọn họ cảm thấy vô lực. Bất kể là thực lực trưởng bối hay sức chiến đấu của bản thân, bọn họ đều kém xa Âm Hà Tiên Vương, ngoại trừ tiếp thu, bọn họ không còn biện pháp. Ha 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 ha, trong tiếng cười dài, chỉ thấy Lục Ly xuất hiện, phía sau hắn vẫn như cố theo A Viên, bên hông đeo kiếm, tay hắn đặt ở trên chuôi kiếm, tựa như lúc nào cũng sẽ rút kiếm giết người. Lục Ly, đường viễn cắn răng nói, hiện tại tâm tình hắn đang khó chịu, mặc hắn đánh giá cao lăng hàn như thế nào, cũng biết lần này lăng hàn nhất định phải chơi xong, mà một kẻ đã chết tự nhiên không đáng hắn lại nhọc lòng nhọc lực. Lúc này, hắn không muốn chính là nhìn thấy Lục Ly, bị đối phương sát muối ở trên vết thương. Cút, ta không muốn nhìn thấy ngươi, đường viễn nói, Lục Ly cười gần, đường viễn, ta chính là đến xem ngươi chê cười. Ngươi cho rằng, chỉ vì tranh cướp một danh xương huyết chiến vương nho nhỏ, vì sao lại khó khăn như vậy? Lẽ nào đều là ngươi đang dở trò quỷ? Đường viễn khiếp sợ hỏi, hắn quả thật có qua suy đoán như vậy, nhưng không cho rằng lục ly có năng lượng lớn như vậy. Không phải bản thiếu thì là ai? Lục ly cất tiếng cười to. Không thể, không thể, ngươi không thể nào làm được. Trong lòng đường viễn cực kỳ hoảng loạn, nếu như lời ấy là thật, vậy lực lượng của lục ly cũng quá kinh người đi. Lục ly cười nhạo, đường viễn, Người dựa vào cái gì đấu với bản thiếu? Cho ngươi một cơ hội, đến, quỳ liếm bản thiếu, bản thiếu có thể thu ngươi làm tiểu đệ. Đường viễn tự nhiên không bỏ được mặt mũi, cha hắn tốt xấu gì cũng là tiên vương tầng 9, hắn chỉ là không rõ, vì sao lục ly có năng lượng kinh người như vậy. Phải biết, hiện tại không chỉ đơn giản là ảnh hưởng đấu tràng sắp xếp nhân viên, thậm chí để âm hà tiên vương ra mặt, năng lượng như vậy thực quá kinh người. Lục ly, hiện tại ngươi cũng thật ghê gớm, dương thiếu linh mở miệng, mang theo cười gần, rõ ràng nhìn thấy nàng ngồi ở chỗ này, nhưng Lục Ly không chỉ không cung kính hành lễ với nàng, thậm chí làm như không thấy, lá gan này cũng quá béo rồi. Dương Tiếu Linh muốn lên giường của bản thiếu không? Lục Ly nhìn về phía Dương Tiếu Linh, làm càn nhìn quét ngực, mông, chân của nàng, không hề che giấu dục vọng của hắn chút nào. Tối hôm nay, bản thiếu liền cho ngươi cơ hội. Sắc mặt của Dương Tiếu Linh không khỏi lạnh lẽo, nàng thích đùa bỡn nam nhân không sai, nhưng nàng là người chủ động chưa từng có nam nhân nào dám coi nàng là đồ chơi. Lục ly là món đồ gì, dám làm càn ở trước mặt nàng. Đường viễn không khỏi cười gần, lục ly thực sự là đắc ý vinh váo, thậm chí ngay cả dương tiếu linh cũng dám đùa giỡn, không biết con độc chi chu này tàn nhẫn sao. chương 2876, tại sức lực sao? Tự mình muốn chết, đáng đời. Người thích ăn đòn, dương tiếu linh ra tay, tóm tới lục ly. Nàng là tiên vương tầng 4, mà lục ly chỉ là tầng 2, tranh lệch lớn như thiên địa một chảo này căn bản không phải lục ly có thể chống đỡ soạt ánh kiếm lóe lên kinh chói trời cao dương thiếu linh vội lui nàng kinh hãi cúi đầu chỉ thấy trên ngực trái thình lình có thêm một vết thương đang có máu tươi ồ ồ trào ra sâu tận xương nếu sâu hơn một chút vậy trái tim của nàng cũng sẽ bị phá hỏng nàng ngẩng đầu lên chỉ thấy trước người lục ly đã có thêm một người trẻ tuổi đang chậm rãi thu kiếm máu tươi theo mũi kiếm chảy xuống đây là a viên vừa nãy chính là hắn đúng lúc ra tay không chỉ bảo vệ lục ly, thậm chí còn đả thương Dương Tiếu Linh. Tiên vương tầng 3 mà thôi, nhưng có thể một kiếm tổn thương tầng 4, cực kỳ yêu nghiệt. Lục ly cười ha ha, linh tỷ, vẫn là ngoan ngoãn đến trên giường của bản thiếu đi, phương diện kia của bản thiếu không tệ, bảo đảm để ngươi thoải mái lên trời. Dương Tiếu Linh âm trầm như nước, nàng khiếp sợ A Viên thực lực kinh người, nhưng càng làm cho nàng không rõ chính là lục ly lớn mật, thủ hạ tổn thương nàng, hắn không chỉ không thất kinh, hơn nữa còn dám trêu chọc, thậm chí nhục nhã mình. Hắn dựa vào cái gì? Đường viễn cùng triệu song cũng không thể lý giải, nhưng bọn họ có thể khẳng định chính là, lục ly tuyệt không ngu ngốc, vì lẽ đó hắn không thể vô duyên vô cớ bị động kinh được. Linh tỷ, tin tưởng bản thiếu, người sẽ ngoan ngoãn bò lên trên giường của bản thiếu, hầu hạ ở dưới thân của bản thiếu. Lục ly lần thứ hai đùa giỡn dương tiếu linh, nhưng sau khi nói câu này, hắn lại nhìn về phía đường viễn. Đường viễn, người cũng giống như vậy, bản thiếu có thể đánh cược với ngươi, Ngươi sẽ chạy đến phủ đệ của bản thiếu, liếm quỷ bản thiếu, cầu bản thiếu thu ngươi làm tiểu đệ. Tuy trong lòng Đường Viễn loạn tung phèo, nhưng nghe như vậy vẫn giận dữ nói. "Lục Ly, đầu của ngươi bị lừa đá sao? Nếu như bản thiếu đầu hàng ngươi, vậy bản thiếu còn không bằng làm nữ nhân." Lục Ly lộ ra nụ cười tà khí, đặt mông ngồi xuống. Vẫn là ngồi xuống trước xem cuộc vui đi, bản thiếu muốn nhìn tiểu tử dám ngỗ nghịch ta kia bị băm thành tám mảnh. Tuy ba người Đường Viễn khó chịu đến cực điểm, nhưng vẻ mặt của a viên cứng đờ như gỗ nắm kiếm đứng thẳng lại làm cho bọn họ không có tính khí trừ khi mời cao thủ đến chấn áp a viên nếu không bọn họ căn bản không làm gì được lục ly ba người cũng tức giận ngồi xuống một bên nhìn giữa trường một bên thầm nói trong lòng chờ sau khi trở về nhất định phải cẩn thận điều tra lục ly tại sao đột nhiên to gan như vậy đến cùng là có hậu trường như thế nào thời điểm bọn họ tâm tình khác nhau ở giữa sân lăng hàn cùng như đại chiến đấu cũng sắp bắt đầu rồi nhân tộc tiểu bạch kiểm, ta sẽ không để cho ngươi dễ dàng chết đâu. Như đại uy nghiêm đáng sợ nói, ở trước khi người có liên quan tới ngươi chết hết, ta sẽ để ngươi sống sót, chờ mắt nhìn những người này từng cái từng cái chết ở trước mặt ngươi. Lăng Hàn không hề bị lay động, chúng nữ đều ở trong không gian tiên khí, những người khác chết sạch cũng không có quan hệ, bởi vậy, chỉ cần hắn không có chuyện gì, vậy chúng nữ liền đồng dạng vô sự, hắn hoàn toàn không có nỗi lo về sau. Hắn nhoẻn miệng cười, ta cảm tạ ngươi trước, Cảm tạ mình, như đại làm sao cũng không nghĩ tới Lăng Hàn lại đột nhiên nói ra một câu như thế, hắn sửng sốt một chút, mới nói. Cảm ơn ta giết ngươi sao, thịt nghiêu sắp ăn xong, ngươi đưa tới thực sự là đúng lúc. Lăng Hàn cười nói, ánh mắt quét nhìn như đại, mang theo soi mói. Đây là ánh mắt nhìn món ngon a à. như đại không khỏi nổi giận, tiểu tử này ăn đệ đệ của hắn, lại coi hắn là con mồi. Ngươi mới là con mồi của ta, hắn hét lớn một tiếng, không nhịn được ra tay, xèo, một ánh bạc đập về phía Lăng Hàn. Hắn là đế tinh tầng 5, thực lực không biết cao hơn Nghiêu Nhị bao nhiêu lần, sinh mệnh lũy thừa càng bão tố tiến vào 10.000 điểm, thậm chí tiếp cận 10.000 mốt, ngay cả Lăng Hàn cũng không địch lại. Thân hình Lăng Hàn lấp lóe, tránh qua ánh bạc, oanh, ánh bạc đập lên vách tường đấu tràng, trực tiếp khảm vào, nhưng vẫn lưu lại một đoạn đuôi ở bên ngoài. Đây là một vòng tay màu bạc, không biết là dùng vật liệu gì chế thành, cứng rắn dọa người. Đến, như đại hư không chào một cái, xèo, vòng tay lập tức bay ngược trở về một lần nữa rơi vào trong chân của hắn trong lòng lăng hàn có lửa giận đang thiêu đốt hắn không sợ nghiêu đại nhưng nghiêu đại xuất hiện hiển nhiên không hợp quy tắc tại sao hắn phải chịu thua lỗ hắn cao giọng nói ta muốn đổi đối thủ dựa theo quy tắc của đấu tràng hắn có quyền lực ba lần đổi đối thủ sau khi dùng hết quyền lợi này thắng liên tiếp của hắn sẽ hết hiệu lực cần bắt đầu lại từ đầu nghiêu đại đương nhiên sẽ không để ý tới lần thứ hai vung vòng tay đập về phía lăng hàn người dẫn chương trình xứng sờ lang hàn yêu cầu phù hợp tình lý nhưng nghiêu đại xuất hiện đã phá hoại quy củ đạt được âm hà tiên vương giúp đỡ vậy thì không thể dùng lẽ thường đến cân nhắc hắn có nên lên tiếng hay không đúng lúc này hắn lại nghe được âm thanh cho hắn chỉ thị hắn lập tức nghiêm nghị nghe lệch sau đó lớn tiếng nói âm hà đại nhân nói chiến đấu tiếp tục cuộc chiến đấu này nhất định phải lấy tử vong đến chung kết cái gì coi như đấu tràng này lấy tử vong mệnh danh nhưng vẫn còn có một chút hy vọng sống là chỉ cần trốn vào thông đạo sinh mệnh một phương khác liền không thể truy kích đương nhiên đi ra ngoài còn có thể đánh còn có thể giết đây là một địa phương coi trời bằng vung nhưng ở trên địa bàn của thanh quỷ tiên vương bảo ngươi thủ quy tắc thì phải thủ quy tắc đây là uy nghiêm của một vị tiên vương hiện tại lại nhất định phải lấy một phương tử vong đến chung kết nghĩ cũng không cần nghĩ tử chiến khẳng định là lăng hàn ngỏm cái này không phải nói rõ muốn lăng hàn chết sao Lăng Hàn nghe vào trong tai, không khỏi cười gần, thật là khinh người quá đáng. Sát cơ của hắn như sôi, nhìn về phía Ngưu Đại. Dù tu vi của Ngưu Đại càng cao hơn, sức chiến đấu cũng vượt qua Lăng Hàn, nhưng vẫn bị cái nhìn này làm trong lòng bồn chồn, có một loại hàn ý sinh sôi. Nhưng hắn lập tức kiềm chế lại, đây là kẻ thù giết đệ, hắn nhất định phải giết chết. Nhân tộc cặn bã, ngươi chừng ta thì có ích lợi gì, không thay đổi được vận mệnh nhất định phải chết của ngươi. Chương 2877, bất công hắn vùng vẩy ngân chạc, cái vòng tay này lập tức lớn lên, hóa thành một vòng tròn đường kính tới bốn thước. Hắn vùng ngân hoàn, phủ đầu đập xuống lăng hàn, sắc mặt lăng hàn âm trầm, phẫn nộ không thôi. Hắn không ngại đối thủ mạnh mẽ, nhưng không cách nào nhịn được là bất công. Nếu như nghiêu đại ở trên đường cái ngăn hắn, muốn báo thủ giết đệ đệ, hắn sẽ vui vẻ chiến một trận. Nhưng ở đây, đối phương tỏ rõ là đang bắt nạt người, điều này làm cho lăng hàn giận dữ. Hắn quấn quanh quy tắc ở trên song quyền, ngăn đón Ngân Hoàn, thật sự cho rằng hắn không dám đánh một trận sao. ầm um, nắm đấm nện lên Ngân Hoàn, nhất thời gợi ra từng đạo từng đạo gợn sóng, lay động về phía bốn phương tám hướng. Đăng đăng đăng, Lăng Hàn cùng Nghiêu Đại đồng thời rút lui. Đáp, 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 máu tươi không ngừng từ nắm đấm nhỏ xuống, Lăng Hàn cũng không thèm nhìn một chút, thể phách của hắn chỉ đạt đến tầng 6, cho dù quấn quanh lên quy tắc cũng rất khó đạt đến tầng 7. Bởi vậy, cùng Ngân Hoàn va chạm, hắn ra phá, thịt bong, máu tươi ròng ròng. Như đại khiếp sợ, lẽ nào nhân tộc này cùng hắn là thân thích sao, tại sao thể phách cường đại như thế? Phải biết, hắn mới là thiết nghiêu tộc, da rắn như thép, có lực phòng ngự kinh người. Cũng còn tốt, ở dưới cương sát hoàn oanh kích, lăng hàn vẫn không địch lại, bị thương. Chỉ cần hắn duy trì cao áp, hoàn toàn có thể đập lang hàn nát tan. Cạc cạc cạc, trở lại, như đại lao ra, hắn múa, ngân hoàn hình thành từng đảo từng đạo sóng trùng kích đánh nổ không khí, không ngừng xung kích về phía Lăng Hàn. Ong ong ong, sóng trùng kích tập kích đến, chấn động đến mức da rẻ của Lăng Hàn chập trùng, thật giống như mặt nước đang chấn động. Mà Nghiêu Đại cũng vào tới, Ngân Hoàn vung vẩy, đập tới Lăng Hàn. Hư, gấp như thế là muốn nướng hay hấp, Lăng Hàn lạnh lùng nói, hắn triển khai đạo của mình, song quyền liền oanh, đối đầu với nhưu Đại. Tuy quả đấm của hắn liên tục bị thương, nhưng bất diệt tiên vương thể có lực khôi phục cực mạnh, bất diệt chân dịch càng hóa thành hình dạng sương mù, che kín trong cơ thể hắn, căn bản không cần Lăng Hàn chủ động vận chuyển. Bởi vậy, tuy hắn không ngừng bị thương, nhưng tốc độ khôi phục cũng không chậm, để hắn có thể liên tục duy trì trạng thái mạnh mẽ nhất. Như đại khiếp sợ, tại sao nhân tộc này khó giết như vậy? Hắn cuối cùng biết chỉ lấy ra một vũ khí như thế là không thể chém giết Lăng Hàn, chẳng trách đệ đệ của mình chết ở trong tay đối phương, xác thực, người này cực kỳ yêu nghiệt. Người đáng giá ta lấy ra càng nhiều thực lực, như đại cười lớn, độc giác phát sáng, trong cơ thể nhất thời phun trào lực lượng to lớn, để không gian quanh người hắn sụp đổ, tia sáng xuất hiện quanh co quỷ dị. Bộ tộc của hắn, toàn bộ lực lượng ở trên độc giác. Ha 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 ha, xem ta đánh ngươi như thế nào. Hắn giết ra, cầm ngân hoàn múa tung, lực lượng đạt đến cấp độ như hắn, căn bản không cần bất luận kỹ pháp gì, chỉ cần lấy man lực chân áp là được. Lăng Hàn không hề bị lay động, hai tay cua tới, nắm lên một đại đạo ném tới như đại. Hai người đấu đối diện, như đại chiếm ưu thế. Hắn nguyên bản có sức chiến đấu mạnh hơn, hiện tại phát động thiên phú trùng tộc tự nhiên trở nên càng mạnh hơn nữa, nổ đến lăng hàn liên tục rút lui, da trên người không ngừng nứt ra, máu tươi tung tóe. Trên khán đài hô to gọi nhỏ, mỗi người giết gào. Bọn họ xác thực kinh ngạc đấu tràng không tuân quy củ, nhưng một khi chiến đấu bắt đầu, bọn họ liền không thèm để ý. Đồng tình lăng hàn, ai quan tâm? Bọn họ chỉ muốn nhìn thấy máu tanh giết chóc, còn có công bình hay không, cái này cùng bọn hắn có quan hệ gì? Giết hắn! đập bảo, lột da, móc tim, có vài người khẩu vị rất nặng, không chỉ muốn Ngưu Đại giết Lăng Hàn, hơn nữa thủ đoạn còn đa dạng, cực kỳ tàn nhẫn. Ngưu Đại cười ha ha, nghe được tiếng hô của mọi người không, nhân tộc, đình chỉ chống lại vô nghĩa, ngoan ngoãn giao tính mạng ra đây đi. Lăng Hàn quét mắt nhìn khán đài, tuy hắn đã sớm biết người nơi này đều là người điên, nhưng hiện tại những người này biểu hiện vẫn để cho hắn giật mình. Hắn không có trả lời, chỉ lấy ra một tấm vải đỏ, quay về Ngưu Đại quơ quơ kháo, người cho rằng ta là phàm Nghiêu. như đại không khỏi nổi giận, hắn đã sớm khai hóa trí tuệ, thậm chí so với đại bộ phận nhân tộc còn muốn thông tuệ, ngươi lại cầm vải đỏ ra, là muốn đấu như sao? Đây là trào phúng cỡ nào? Ngươi muốn chết, như đại rót lực vào ngân hoàn, vù, cái ngân hoàn này phát ra ánh sáng kinh người, thật giống như hóa thành một vầng mặt trời. Hắn đột nhiên há miệng, thổi về phía lăng hàn, nhất thời có một đám lửa phun ra, đốt về phía lăng hàn. Lăng Hàn bình tĩnh ứng đối, kẻ địch mạnh mẽ, thậm chí có tư thế nghiền ép hắn, nhưng càng ở dưới tình huống như vậy, hắn càng bình tĩnh thong dong triển khai đạo của mình, thủ đến hoàn mỹ. Hắn vẫn bị thương, nhưng có biểu hiện như thế vẫn làm mỗi người kinh ngạc. Phải biết, hắn chỉ là tiên vương tầng 3, cùng như Đại tranh lệch dòng dã hai cảnh giới, hơn nữa Nhiêu Đại là đế tinh, theo lý mà nói, đây là tranh lệch không thể bù đắp, nhưng hiện tại hai người đánh hơn một ngàn chiêu, Lăng Hàn cũng chỉ cả người chảy máu, không có gãy tay gãy chân, sức chiến đấu vẫn còn, quả thực là kỳ tích. Trên đài, ba người đường viễn đều âm thầm thay Lăng Hàn cố lên, hiện tại bọn họ bị lục ly áp chế, nếu như Lăng Hàn có thể không chết, tương đương với bọn họ ở trong một hiệp khác thắng lục ly. Lục ly có chút khiếp sợ, không khỏi nhìn về phía A Viên, sức chiến đấu của Lăng Hàn mạnh để hắn nghĩ tới A Viên, cái này cũng là yêu nghiệt vượt qua cảnh giới chiến thắng kẻ địch. Thậm chí, A Viên có mạnh như Lăng Hàn sao? Hắn không biết, trong lòng hoàn toàn không chắc chắn, có điều không có quan hệ, đây là một hồi tử chiến, coi như đánh tới 10 năm, cũng phải lấy một phương tử vong kết thúc. Lăng Hàn huyết chiến, tuy hắn không ngừng bị thương, nhưng tinh khí thần lại đạt đến một độ cao mới. Tử chiến với kẻ địch mạnh như vậy, không có bất luận giúp đỡ gì, tử vong chi nhận liền treo ở trên đầu, điều này làm cho hắn ép buộc mình đào móc ra tiềm lực. Trên khán đài, tiếng hoan hô cùng một sắc giúp đỡ như đại, ước gì Lăng Hàn nhanh bị giết, tốt nhất là đầu bị đập bạo, thân thể bị oanh thành mưa máu, càng thê thảm càng tốt. Lăng Hàn một mình phấn khởi chiến đấu, tựa hồ đang cùng toàn bộ thiên địa là địch, cực kỳ cô độc. Chương 2878, chém giết Nghiêu Đại. Nhưng ánh mắt của hắn càng ngày càng sáng sủa, hắn người này cực kỳ cố chấp, càng như vậy, đấu trí của hắn càng ngang nhiên, tâm linh của hắn càng mạnh mẽ, càng phải phấn khởi, sau đó đánh mỗi người một bạt tai. Nghiêu Đại cũng biến thành điên cuồng, tiếng hoan hô như vậy có sức cuốn hút cực mạnh, để hai mắt hắn đỏ chót, khát vọng máu tươi của Lăng Hàn. Chết, chết, chết hắn thẳng thắn thoải mái, xèo, độc giác đánh ra một đạo tử quang, ngay cả tiên vương tầng 9 ở dưới tình huống không đề phòng cũng sẽ bị trọng thương. Lăng Hàn chân đạp quy tắc không gian, tránh qua tử quang. Hắn đang ấp ủ phản kích, mà hắn hoặc là không ra tay, ra tay tất nhiên là một đòn kinh động thiên hạ. Địch mạnh ta yếu, hắn nhất định phải một đòn kiến công, bằng không chiến đấu tất nhiên sẽ vô tận kéo dài. Sức chiến đấu của Ngưu Đại toàn mở, ngay cả tử quang cũng đã vận dụng, hắn không hề bảo lưu, phải lấy thế tiến công mạnh mẽ nhất nghiền ép Lăng Hàn. Lăng Hàn bình tĩnh, đột nhiên, ánh mắt của hắn dùng mình, chiến ý phóng lên trời. Hắn ra tay, thời gian đại đạo giật động, nhất thời, thân hình của Ngưu Đại hơi ngưng lại. Có điều, thực lực của Ngưu Đại quá mạnh mẽ, ngay cả quy tắc thời gian cũng giữ không nổi hắn, ngay lập tức liền khôi phục tự do, nhưng chỉ trong nháy mắt đó, Lăng Hàn đã giết tới, xuất hiện ở trước mặt hắn. Tiên ma kiếm đã chuẩn bị uống máu, Ngưu Đại đầu tiên là cả kinh, không nghĩ tới trước đó lăng hàn ở dưới tình huống xấu như vậy còn có bảo lưu không có sử dụng đại sát khí như quy tắc thời gian thế nhưng dưới thực lực nghiền ép hắn cũng chỉ hơi chút ảnh hưởng điều này có thể chi phối đại cục sao hơn nữa ngươi chủ động đưa tới cửa vậy thực sự là muốn chết lẽ nào ngươi không biết hắn là đại lực thiết nghiêu tộc danh tự này liền thanh thanh sở sở nói rõ hắn không chỉ sức lực lớn kinh người hơn nữa còn có thể phách cực kỳ mạnh mẽ hắn đưa tay về phía lăng hàn muốn lấy lực lượng cùng thể phách kinh khủng ép lăng hàn thành thịt nát nhân tộc người thật là đần độn lại dám tự chui đầu vào lưới hắn cười gằn tuy thể phách của lăng hàn rất mạnh mẽ nhưng hắn tin tưởng ở dưới công kích của mình lăng hàn khẳng định chỉ có phần nát tan phốc một tiếng một đoạn mũi kiếm từ sau sưng như đại xuyên ra biểu cảm trên mặt như đại động lại máu tươi từ trong miệng của hắn dâng trào ra hắn buông hai tay dưới chân lảo đảo sau đó ngơ ngác nhìn thanh trường kiếm trong tay lăng hàn đây là tiên khí, hắn lập tức đoán ra, nhưng hắn cúi đầu nhìn ngực của mình, đã có thêm cái lỗ máu. Bị tiên khí trực tiếp đâm chúng chỗ yếu, ngay cả tiên vương tầng 9 cũng phải nuốt hận. Hắn không thể tin tưởng nhìn về phía Lăng Hàn, trước đó nhân tộc này ở tình huống ác liệt như vậy cũng không lấy ra tiên khí, nếu không, làm sao cũng có thể đánh hỏa hắn, uy lực của tiên khí há có thể khinh thường. Đối phương quá có thể nhịu, rõ ràng nắm giữ quy tắc thời gian nhưng không dùng, chính là vì phối hợp tiên kiếm dành cho hắn một đòn chí mạng xác thực ở lúc mới bắt đầu hắn nhất định sẽ có đề phòng sẽ không để cho lăng hàn dễ dàng gần người nhưng chiến đấu đến lúc này hắn tự tin đã thăm dò hết thải át chủ bài của lăng hàn mới sẽ bất cẩn chúng chiêu cái này không trách hắn sơ sẩy mà là lăng hàn thật quá biết nhẫn bất cứ lúc nào cũng sẽ ngã xuống a hắn bị chết không oan rồi lại không cam lòng lăng hàn thu kiếm lạnh nhạt nói yên tâm ta chắc chắn sẽ không lãng phí đầu trâu thì hấp thịt trâu kho xả đuôi trâu ngâm rượu đã sớm nghĩ kỹ phốc, Ngưu Đại lại phun một ngụm máu, hắn chết không tính, còn bị Lăng Hàn xem là nguyên liệu nấu ăn. Nhưng sinh cơ đã toàn bộ rời khỏi thân thể, hắn không cam tâm nữa cũng chỉ có nằm ngã trên mặt đất, hai mắt trợn trừng, nhưng không còn chút khí tức. Lăng Hàn nhanh tay, lập tức thu thi thể Ngưu Đại vào không gian tiên khí, đây là chiến lợi phẩm của hắn. Đây là một chuyển mặt lớn mà ai cũng không nghĩ tới, khán giả toàn trường còn đang vì Ngưu Đại trợ uy, chờ đợi nhìn thấy Ngưu Đại chen Lăng Hàn thành bùn nhão ai có thể nghĩ tới sẽ xuất hiện biến hóa như thế. Tiếng hoan hô trong nháy mắt ngừng lại, toàn trường yên lặng như tờ, trong lặng lẽ chỉ có tiếng hít thở trầm trọng, ngơ ngác nhìn lăng hàn toàn thân tắm máu tươi. Khó mà tin nổi, quá khó mà tin nổi, lục ly nguyên bản mặt đầy mỉm cười, nhưng hiện tại nụ cười này bỗng nhiên động lại, có vẻ hết sức khó xử, ba người đường viễn thì thở phào nhẹ nhóm, cất tiếng cười to. Thoải mái, quá thoải mái, trước bọn họ nhận đủ áp bức, hiện tại tương đương với tàn nhẫn đánh lục ly một bà tai, để bọn họ thoải mái đến lỗ chân lông cả người thư giãn ra. Hừ, Lục Ly thực sự không nhịn được, vỗ vào tay vịn. Lục Ly, đây chính là hậu quả quá kiêu ngạo, làm người làm việc, không nên quá đắc ý vênh váo. Đường viễn cười to, lúc này không phản kích còn chờ khi nào. Bọn ngươi được, qua mấy ngày ta sẽ để thủ hạ của ta đi khiêu chiến huyết chiến vương của ngươi. Lục Ly đứng thẳng người lên, vẩy tay áo, xoay người rời đi. Này, đừng đi a, à, không thua nổi như thế sao? Đường viễn tiếp tục trào phúng. Xoạt, một luồng ánh kiếm xẹt qua, đường viễn nhất thời líu lo im tiếng, bởi vì một thanh kiếm đã chống đỡ ở trên cổ họng của hắn, mà chuôi kiếm thì nắm ở trong tay của A Viên. Người này ngay cả Dương Tiếu Linh cũng có thể một kiếm chém thương, huống chi đường viễn chỉ là tầng 2. Đường viễn cảm thấy tứ chi lạnh lẽo, hắn một chút cũng không dám nhúc nhích, bởi vì hắn gặp qua A Viên ra tay, người như thế căn bản không biết cái gì gọi là sợ hãi, muốn lấy gốc gác của hắn làm cho đối phương kiêng kỵ vậy thực sự là nằm mơ đường viễn lời nói này đưa cho ngươi lục ly lạnh lùng nói nếu không ngươi chỉ có thể tự rước lấy nhục a viên thu kiếm yên lặng đi theo phía sau lục ly dập khuôn từng bước chờ hai người đi không còn bóng dáng lúc này đường viễn mới đặt mông ngồi trên đất chỉ cảm thấy trên lưng đều là mồ hôi lạnh tùy bốn phía tiếng hoan hô như biển nhưng hắn một chút cũng không nghe thấy trong đầu tất cả đều là tình cảnh lúc trước hắn cách quỷ môn quan gần như vậy hiện tại hồi tưởng lại vẫn như cũ để trái tim của hắn đập mạnh, thật giống như muốn nhảy ra cổ họng. Giữa trường, Lăng Hàn lạnh lùng nhìn khán giả bốn phía, mọi người đã tiêu hóa sự thực nghiêu đại bị hắn đánh giết, bắt đầu thay hắn hoan hô. chương 2879, điểm mấu chốt một. Ở đây, người chết không đáng giá một đồng, cường giả có thể thu được vinh quang vô thượng. Lăng Hàn duỗi ngón tay cái, chỉ về phía bầu trời. Động tác này lập tức để đám người càng thêm sôi trào, một vị huyết chiến vương mới đang chào đón bọn họ, cùng bọn họ chung một chỗ chúc mừng nhưng mà lăng hàn từ từ xoay chuyển tay ngón tay chỉ hướng xuống đã biến thành đang diếu cờ tất cả mọi người tiếng hoan hô trong nháy mắt ngừng lại tất cả mọi người nhìn lăng hàn trong ánh mắt tràn ngập phẫn nộ Người đây là ý gì lăng hàn tiếp tục khiêu khích hắn làm một động tác lau gáy nhất thời thanh âm mắng chửi nổi lên bốn phía heo chết tiệt người phải bị mổ bụng phá dạ dày ta muốn ăn đầu óc của ngươi ai xuống giết hắn lại lớn lối như thế khán giả đều bị làm tức giận, tuy huyết chiến vương rất vinh quang, nhưng Lăng Hàn khiêu khích khán giả như vậy là gần như không tồn tại. Trên khán đài, đường viễn cũng cực kỳ không thích, một huyết chiến vương mạnh mẽ không chỉ là sự tình mặt mũi, mà là mỗi tham gia chiến đấu một trận, lệ phí di chuyển tương đương khả quan. Nhưng cái lệ phí di chuyển này căn cứ cái gì đến định? Khán giả, coi như người chỉ là huyết chiến vương một thắng, nhưng khán giả yêu thích, có thể đạt được lệ phí di chuyển trên trời, mà như Lăng Hàn, khán giả phỉ nhổ, lệ phí di chuyển liền có thể thấp đến mức kinh người. Một trong những chuyện hắn ghét nhất, thậm chí có thể xếp tới ba vị trí đầu, kia chính là rủi ro. Hừ, hắn nhất định sẽ hảo hảo giáo huấn Lăng Hàn. Giữa trường, Lăng Hàn nhìn quét một vòng nói, ai muốn chết, cứ việc tới, càng thêm hoan nghênh dị tộc, chỉ cần không phải chuột, run. Ta nhất định sẽ làm cho các người phát huy toàn bộ tác dụng. Khán giả vừa nghe, càng thêm phẫn nộ, người xem chúng ta là nguyên liệu nấu ăn, chỉ là tuy âm thanh bất mãn nổi lên bốn phía, nhưng không người dám xuống, bởi vì muốn khiêu chiến huyết chiến vương, vậy bản thân cũng nhất định phải là huyết chiến vương, sau lưng bọn họ không có âm hà tiên vương, có thể để cho bọn họ không nhìn quy tắc. Hắn nhanh chân mà đi, đi vào thông đạo sinh mệnh, sau đó rời đấu tràng, trở lại biệt viện của đường viễn. Hắn cần tiêu hóa cuộc chiến đấu với nhiều đại này, tất nhiên sẽ cho hắn vô số cảm mộ. Vài ngày sau, hắn phá quan mà ra, chỉ cảm thấy tu vi quả nhiên tăng lên rất nhiều, cách tầng 4 đã gần trong gang tắc. Quả nhiên, huyết chiến là con đường tăng cao tu vi nhanh nhất. Đường viễn lại tổ chức một tiệc rượu, chúc mừng cho Lăng Hàn, mà khi tiệc rượu tiến hành đến một nửa, một người đột nhiên lại đây nói Dương Tiếu Linh triệu kiến Lăng Hàn. Sau khi người tới nói ra yêu cầu, tất cả mọi người sắc mặt quái lạ. Dương Tiếu Linh quả nhiên thực hiện lời hứa, ra tay với Lăng Hàn. Lăng Hàn còn không biết Dương Tiếu Linh là ai, không khỏi nhìn về phía đường viễn nói. Dương Tiếu Linh là ai? Đường Viễn vỗ vỗ vai của Lăng Hàn, "Ngươi đi sẽ biết, có điều, bản thiếu trước tiên nhắc nhở ngươi, tính khí của Linh tỷ còn muốn lớn hơn bản thiếu, ngươi không nên chọc giận nàng, bằng không ngươi tuyệt đối sẽ không có quả ngon để ăn." Tuy Lăng Hàn sẽ không sợ sệt, nhưng ở trong lòng âm thầm kinh ngạc, xem ra địa vị của Dương thiếu Linh này còn cao hơn Đường Viễn, cho nên nói đòi người liền có người. Hắn hiếu kỳ, liền gật đầu, theo tên sứ giả kia xuất phát. Rất nhanh bọn họ liền đến một tòa biệt viện khác, sứ giả không ngừng dẫn đường. Mang theo Lăng Hàn đi tới một căn phòng thật lớn. Đây là một gian phòng tắm, bởi vì trên đất chính là một hồ tắm to lớn, chiếm cứ 8 phần 10 địa phương, trong hồ tắm là nước nóng, có hơi nước bốc lên, trên mặt nước trôi nổi cánh hoa, đang theo sóng nước nhẹ nhàng rung động. Một nữ tử đang ngồi ở trong ao, hai thị nữ thay nàng tẩy rửa, tóc dài đen nhánh rủ xuống tới bên hông, hiện tại lay động theo từng cơn sóng, như rong biển. Người này quay lưng về phía Lăng Hàn, Lăng Hàn chỉ có thể nhìn thấy phần lưng trắng như tuyết của nàng phía trên còn có hình xăm một đóa hoa, cái giống gì thì không phải Lăng Hàn có khả năng biết, bởi vì hắn đi tới vị diện này thời gian không lâu. Bẩm linh đại nhân, đã mang Lý Long tới, sứ giả quỳ trên mặt đất, con mắt cúi đến trầm thấp, một chút cũng không dám nhìn loạn. Hừm, đi xuống đi, nữ tử nói, âm thanh quyến rũ tận xương. Vâng, sứ giả lập tức lui ra, thật giống như chút được gánh nặng. Dầm, tiếng nước giật động, nữ tử kia xoay người lại, hiện ra một khuôn mặt yêu diễm mê người, mà nàng cũng không ngần ngại để Lăng Hàn nhìn thấy cảnh xuân trước ngực nàng chút nào, không những không có che lấp, trái lại còn dơ cao, càng thêm kiên cường. Ta đẹp không? Nàng hỏi, nữ nhân này, đương nhiên chính là Dương Tiếu Linh. Lăng Hàn tự nhiên nở nụ cười nói, rất đẹp, đây là lời nói lương tâm, dung mạo của đối phương xác thực rất đẹp, tuy không đạt tới cấp số như nữ hoàng, nhưng vẫn có thể xưng tụng là mỹ nữ xuất sắc, đặc biệt là loại yêu diếm kia, thực khiến lòng người động. Đương nhiên, đây nhất định động không được tâm của hắn dương tiếu linh cất tiếng cười to có vẻ cuồng dã mà lại phóng đáng, nàng nhìn lăng hàn ngoắc ngoắc ngón tay vậy ngươi còn lo lắng cái gì còn không mau lại đây lẽ nào ngươi không phải một nam nhân tuy nàng nói hào phóng như vậy nhưng hai tên thị nữ chỉ làm như không nghe thấy không chút biểu tình biến hóa vẫn như cũng làm chuyện của mình lăng hàn lắc đầu xin lỗi ta đã có thê tử vậy thì như thế nào dương tiếu linh vẫn cười cực kỳ phóng đáng, ngươi cho rằng ta sẽ coi trọng ngươi muốn cùng ngươi tư thủ Ngươi cả nghĩ quá rồi, cũng quá tự cho là đúng, bổn tiểu thư chỉ là muốn vui đùa ngươi một chút mà thôi. Lăng Hàn kinh ngạc, nữ nhân này lại yêu thích đùa bỡn nam nhân. Hắn lập tức bật cười, nam nhân có thể chơi gái, tại sao nữ nhân có quyền thế, có năng lực không thể đùa bỡn nam nhân. Huống chi là ở địa phương quỷ quái như vậy, cái này không có quan hệ gì tới hắn, nếu ta từ chối, lẽ nào ngươi còn muốn ép buộc ta sao? Lăng Hàn bật cười, Dương Thiếu Linh cũng cười to, ngươi cho rằng chỉ có nam nhân mới có thể ép buộc nữ nhân. Sai rồi, sai rồi. Tuy người mới lên cấp huyết chiến vương, hơn nữa sức chiến đấu cực mạnh, nhưng dù sao chỉ là tầng 3, người đánh thắng được tiên vương tầng 7, tầng 8 sao. Cha ta là tiên vương tầng 9, chỉ cần hắn ra tay, có thể trong nháy mắt đánh giết người thành cặn bã. Ở trước mặt tử vong, người nghe theo hay không?